Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Phòng khách sạn Hoác Triếu, em nghe nói ngày mai anh kết hôn, vậy dù sao cũng đến rồi, tối nay anh ở đây với em được không? Đang định nguyên rũ tôi à? nếu anh không sợ cô đơn thì tại sao lại đến tìm em muộn thế này được tôi sẽ làm điều cô muốn ai lại mời mình tới đây vậy cô ấy là ai vậy chắc là bị bồ cắm sườn nên tới gây sự đó tội ghê hoắt thiếu hoặc thiếu tại sao hoàn cảnh một anh ghét tôi đến mức này sao? Có nhất thiết phải làm điều tồi tệ này trước ngày cưới không? Mình cứ nhất quyết gả vào nhà họ hoắc có phải là điều đúng đắn không? Không một bóng người tham dự. Cũng đúng, một đám cưới không có chú rể thì họ đến để coi trò hề à. Tiếu phu nhân, xin đi với tôi thiếu vô nhân thật nực cười tô vi mày có đang lựa chọn đúng không dùng hạnh phúc của bản thân để đổi lấy một nguyện vọng không bây giờ không phải lúc để khóc vì mẹ mình nhất định phải cố gắng hoa cảnh một giờ này vẫn chưa về lẽ nào Hay, sao cứ nghĩ đến những hình ảnh này chứ phiền chết mất Ngày hôm sau Ai... Anh ấy là Chồng tôi Hoác cảnh mộc Nhìn đủ chưa? Cô có phải là người đàn đề... bà Mà ông nội tôi chọn không? Vâng, xin chào. Tôi là Tô Vi. Tôi không cần biết bằng cách nào cô tiếp cận được ông nội tôi, nhưng đừng dở trò trước mặt tôi. Bạn không, tôi sẽ làm cho cả nhà cô phải xuống một. Cả nhà tôi? Người thân cuối cùng của tôi đã rời xa tôi cách đây vài ngày rồi. Tôi chỉ có một mình thôi, cả nhà là gì chứ? cô đang nghĩ gì vậy? đâu? <laughs> cô chủ đừng buồn. mặc dù cậu chủ nóng tính nhưng cậu ấy không phải là người xấu đâu. dì dung, cảm ơn dì. dì dung, hôm qua nấy cậu về nhà có phải là đi kiếm người khác rồi không? cô chủ, cô đừng buồn. cậu chủ chỉ là không quen với cuộc sống hôn nhân thôi chứ không phải là thờ ơ với cô đâu à không sao làm sao một người có thể quen thuộc với người khác nếu họ chưa bao giờ gặp nhau được chứ mình cũng thế mà mình còn tự chán giết bản thân mình nơi này giống như tòa lâu đài trong mơ vậy hôm nay mình đã có tất cả mọi thứ cũng đã đánh mất tất cả mày mày sao mà chạy khỏe thế À, chú chó này dễ thương quá. Vài ngày sau. Brownie giỏi quá. Ngoan quá. Brownie, chạy bắt chị nè. ở đây mà cô cũng ngủ được có phải là heo không vậy tại sao mình lại ở trong phòng không phải mình đang ở trong vườn chơi với brony sao mời vào cô chủ cô dậy rồi à dì dung dì vào đây ngồi cô chủ mời cô đến phòng ăn cậu chủ đang đợi cô Cậu, cậu, chú về rồi sao? Vâng, chính cậu chủ đã bế cô vào khi cô ngủ quên trong vườn. Vậy rồi à? Đến đây ăn đi. Anh đã đợi lâu chưa? Ăn đi. Brownie, đến đây. Tôi mang Brownie ra ngoài chơi nhé. Cô gái này, Sao cô có thể tùy tiện đặt tên cho con chó của người khác như vậy? Đúng là ngốc. Đợi đã. Chuyện gì vậy? Dễ thương. Hôm nay đi thăm ông nội với tôi. Nếu đã diễn thì phải diễn như thật. Hay. À không, ý tôi là ok. Tôi đi đây. Thú vị. cơ này là một ác ma ác ma đó tô tỉnh lại đi đừng bị đừng bị vẻ đẹp của hắn quyến rũ tô cố gắng lên mày không được bỏ cuộc nào hãy trang điểm thành một cô gái xinh xắn nào Cậu chủ Cô chủ đến rồi cái này là tim độc loạn nhịp huyền thoại đó hả sao cô định quyến đủ tôi bằng cách này à ai quyến đủ anh rõ ràng là tử luyến cậu chủ cô chủ chúng ta sắp trễ rồi thôi đi thôi đây là tôi là quản xa riêng của cậu chủ cô chủ có thể gọi tôi là logan nói đây rồi cái truyền tuyết mà người sao là có quản xa có chuyện gì với hoa cảnh mộng vậy? Từ lúc lên xe anh ta không hề bỏ tay mình ra Anh ta đang cố làm gì? Ha ha Này, hóa cảnh mộng Này, hoa cảnh mộng Cô vừa gọi tôi là gì? Ờ, ở cậu chủ Hả? Ư, ờ, suýt nữa cắn phải lưỡi Anh, anh cảnh mộng Cũng không quá ngốc Đừng nói nhầm trước mặt ông đấy Vâng, tôi hiểu rồi cô chủ thực sự là một cô gái đáng yêu chào mừng cô chủ đến dinh thự tôi hy vọng cô chủ sẽ có một đeo tuyệt vời ở đây ông chủ cậu chủ và cô chủ đã đến con chào ông chào con Tô Vi đúng là một cô gái tốt. Cảm ơn ông nội đã giúp con cưới được Tô Vi, cô ấy rất dễ thương. Không phải tự nhiên mà anh ta được làm chủ tịch, anh ta rất biết đóng kịch. Chỉ cần tụi con sống hạnh phúc, ông đã rất mãn nguyện rồi. Khi nào ông nội mới có cháu bồng đây? Vô, cánh mọc về rồi à. Thiếm hai, đây là thím hai chú hai đang bận công việc nên sợ thím hai ở nhà chăm sóc ông con chào thím he he ba thật là khéo chọn nhìn cô cháu dâu xinh xắn này xem cảnh mộc thật là có phúc nha sao thím hai nói chuyện nghe như tú bà vậy thím xem phim nhiều quá hả thôi được rồi con dâu cảnh mộc và tô vi vừa về đến nhà hai đứa vẫn chưa ăn tối có chuyện gì để sao hẳn nói Dạ, thưa ba, con sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Nhà họ hoác thật thú vị, cứ như dạng gia đình kinh điển trên phim ấy, chỉ cần liếc một cái là biết tím hai có ý đồ, có thể là tím mức cướp quyền thừa kế từ cảnh mộc. Thiếu gia đây thì đẹp trai nhưng mà khó chịu quá, tốt nhất là chỉ nên ngắm anh ta từ xa, dù cho mình là vợ hợp pháp của anh ta. ra mở cửa. Hừ. Dạ, có chuyện gì vậy Cô chủ, lão gia mời cô đến phòng sách. Hả? Dạ. Ông chủ, cô chủ đến rồi. Ngồi đi con. Dạ cảm ơn ông con à chúng ta cần nói chuyện về hậu sự của mẹ con dạ được ạ à? tô vi mẹ con đã được chôn cất là những người đi trước ông cũng hy vọng con sẽ sống hạnh phúc vâng ông yên tâm con sẽ cố gắng hết sức để làm người vợ tốt không phải là một cảnh vô cảm chỉ là sau khi mất ba mẹ nó tỏ ra cứng rắn vì vậy mà quên mất cách sống tình cảm là người ông, ta chỉ mong nó sẽ là người sống có hạch cảm xúc. Tô Vi, con là một cô gái tốt, ông hy vọng có có thể giúp nó. Đây là hồi nhỏ anh ta cũng đáng yêu quá rõ ràng là cười lên trong rất đẹp nhưng bây giờ chỉ còn là gương mặt lãnh lùng vô cảm cô đang xem gì vậy Wow, thật là đẹp trai đây chính là báu vật của thế giới ừ um, ai cũng có tuổi thơ mà hồi nhỏ trông anh rất thông minh nhanh lợi tư cách quả không tầm thường ừ nó hay đấy tại sao cô lại ngồi xa như thế Ờ, tôi, tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Ồ, vậy ra ghế sofa thì êm hơn giường à. Tôi thật sự đáng sợ đến nỗi cô không dám nhìn tôi sao? Cậu chủ, chúng ta không thể nói chuyện được khi như thế này được. Đứng dậy nói có được không? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ở đây không được gọi tôi như thế. Hơn nữa chúng ta đã kết hôn, Tại sao cô lại muốn ngủ trên sofa? Chính anh là người bắt tôi phải xưng hô kiểu đó. Anh đang hỏi ai vậy? Cảm xúc của anh giống như một tên bệnh hoạn. Đến tháng đó. À, anh! Gì? Không muốn tôi đụng vào cô à? Cô quên là chúng ta là vợ chồng sao? Hoác cảnh mộc, anh đừng có quá đáng. Anh và tôi đều biết ngay từ đầu tại sao chúng ta kết hôn. Hừ. Tôi nghĩ là cô sẽ quen với điều đó khi trở thành cháu dâu của ông nội tôi. À! À, đâu? Sao thế? Chân tôi, chân tôi va trúng vào tủ, phải bôi thuốc rồi tôi không hiểu cô đã lớn lên bằng cách nào đến tủ đầu sườn cũng đá trúng được giờ thì rõ là ngắn xin lỗi vì đã khiến ngài chủ tịch đây lo lắng cho cặp sò ngắn này cô mới nói gì không không cô có gì cô đi nghỉ sớm đi hoắc cảnh mộc con người này anh ta có lẽ không đã lùng như mình nghĩ có phải gia đình là lý do anh ta như vậy thật ra anh là người như thế nào hả hoắc cảnh mộc ngày hôm sau vô dậy trễ vậy à trông như đêm qua cháu đã thức khuya lắm vậy bọn trẻ bây giờ thật là he he thím à thím đang liên tưởng chuyện gì đây tô vi nhanh lên lại đây ngồi với ông Cảnh Mộc và Tô Vi cũng đã kết hôn. Từ hôm nay trở đi, Tô Vi đã trở thành một người, một thành viên trong gia đình. Từ giờ trở đi, con nên thường xuyên đưa Tô Vi đến đây. Căn nhà này quá lạnh lẽo. Vâng, thưa ông, Tô Vi và cháu sẽ đến thăm ông thường xuyên hơn. Buông tay tôi ra. Ây da, còn trẻ thích thật đấy. Tình cảm hai đứa thật sự làm bà cô như thiếm khen tị đấy. Ăn thôi he <laughs> he thậm chí còn tự nhận mình xạ trước mặt lão xa tím hai này ai quy cao thật ăn đi đang nghĩ gì chứ cảm ơn làm gì đây càng lúc càng thấy khó hiểu tên hoát cảnh mộc này chúng con xin phép đi thưa ông nội tuần sau bọn con sẽ lại qua thăm ông con chào ông ông nhớ sử gìn sức khỏe hả à? ồ <laughs> được rồi được rồi đây là quà cho tô vi hôm qua ông quên mất không đưa cho con tô vi nhớ những lời ông nói nhé ông chúc con bà cảnh mộc hạnh phúc hơn vâng ạ à, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc mà ông vậy ta chờ tin tốt của hai đứa Khoan đã Ông nói tin tốt là có ý gì nhỉ? Ông à, lát cậu còn có cuộc họp trực tuyến. Ông à, lát cậu còn có cuộc họp trực tuyến. Con sẽ đưa tô vi về trước. Đi đi, công việc là quan trọng nhưng nhớ chú ý đến sức khỏe nữa nhé. Con cảm ơn ông nội. Ờ... Cho xe chạy đi. Làm sao đây? Cái tờ SEO ngồi cạnh mình này thật sự khiến mình ngột ngạt quá. Dừng xe. Xuống xe. Hả? Cái tờ SEO này quá thật là độ hai mặt mà. Mới vừa rồi còn bình thường. Thoát cái lại thay đổi. Ai da. Vấn đề bây giờ là mình đi về cứu gì đây? Cậu chủ, cô định để cô chủ tự về nhà như vậy à? Logan, đừng chó mũi vào chuyện của người khác, lo việc của cậu đi. Nhưng thưa cậu chủ, hôm nay cô chủ đi xài cao 12 phân do cậu chọn mà. Cậu có ý gì? Cậu chủ, đừng vì sự cố chấp của bản thân mà làm ảnh hưởng đến một cô gái vô tội. Đủ rồi Logan, đưa tôi đến tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc hả? Ừ. Chắc chắn đây nó mới là bản tính của cậu ta, không có chút nhân tính gì cả. Đau quá đi mất, tại sao ở đây lại lắm đá như vậy? Tốt hơn là mình nên giữ khoảng cách với hắn từ bây giờ, mình không thể chịu nổi tên hai mặt này. Tiểu thư, Cô có cần giúp đỡ không? À không, tôi ổn, cảm ơn anh Cô đang bị thương sao? À wow. Khoan đã cho tôi xuống Tôi có thể tự đi được mà Cảm ơn ạ. À. Không có gì đâu. Chỉ tại thấy cô đi lại trông có vẻ khó khăn nên tôi không thể không giúp đỡ. Vậy là ở đây à? Chúng ta tới nơi rồi cô. Sao lại không có một chút tự vệ nào? Nếu tôi là người xấu cô chắc chắn đã bị mang đi bán rồi. Đến nữa ư? Xin lỗi, tôi không cố ý ngủ quên đâu. Sao mà cô thú vị thế? Cô đến nơi rồi xuống xe đi. Đợi đã. Về việc đấy, tôi vẫn chưa biết tên anh. Khi cô hỏi tên người khác, cô không phải cô nên giới thiệu mình trước sao? Tôi là Tô Vi, còn anh? Vào nhà đi, nè anh vẫn chưa cho tôi biết tên anh mà sao anh nói thậm chí còn không nhìn lại mà còn đi luôn vậy nè hai cậu chủ chúng ta đã tìm dọc tuyến đường nhưng vẫn không thấy cô chủ đâu cô ta về nh đến nhà rồi Ơn trời, cuối cùng cô chủ cũng về rồi. Chân cô bị sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là do tôi bất cẩn thôi. Đương nhiên không thể nói với chị tất cả là do cậu chủ yêu quý của chị gây ra rồi. Tôi sẽ đi lấy thuốc bôi. May mắn thay vẫn còn vài người trong căn nhà này quan tâm mình, như thế là đủ rồi. Tiểu thư nhanh rửa đi, vết thương bữa đây chảy máu, đừng để bị nhiễm trùng. anh đổi kiểu tóc à? Người này thật là gì? Về cũng nhanh đó, ai mang cô về vậy? Liên quan gì đến anh, cũng đâu phải anh đâu. Vẫn không chịu thừa nhận, cô có quan hệ gì với... Hàng đào hả? Mục đích thực sự cô gã vào hoác xa là gì? Hàng đào là ai? Tôi không biết anh ta. Hoác tỉnh mộc, anh đã quăng tôi ra khỏi xe mà không có lý do gì hết. Anh muốn tôi đi bộ về bằng đôi giày cao gót đó sao? cậu chủ chân của cô chủ đang bị thương nếu cậu có người giúp chắc là hôm nay cô chủ sẽ không về được đến nhà cậu chủ dì dung dì đi làm việc đi mắt cảnh một bu tôi ra cô thấy thích đúng không còn giúp cô mang giày nước cơ mà cô thích được người đàn ông đó chạm vào cô sao luôn nghĩ xấu cho người khác anh ta chỉ có ý tốt đưa tôi về nhà thôi tốt đến mức giúp cô mang giày đấy không phải là việc của anh à, hóa cảnh một à, đâu tô vi lúc trước tôi đã cảnh cáo cô một khi đã bước chân vào hoác xa cô nên cư xử cho tốt nếu cô có suy nghĩ khác tôi sẽ không tha cho cô tôi cũng làm gì cả Tôi chỉ tin những thứ tôi nhìn thấy. Tôi cảnh cáo cô, cô nên biết thân biết phận một chút. Hoắc cảnh mộc, anh đúng là kẻ khó ưa. Mộng, mộng, Alo Tô Vi Mộng mộng Sao cậu tự nhiên lại bạo lực thế Cậu còn dám hỏi tối nữa à Cậu biến mất gần nửa tháng Cậu biết không Gần nửa tháng đấy Mộng mộng à Tớ rất xin lỗi Tớ không định biến mất lâu vậy đâu Vậy tại sao cậu biến mất lâu vậy Thậm chí gọi điện cậu còn không thèm nhấc máy Chứ thì tớ phải báo cảnh sát đấy Mộng mộng Mẹ tôi, mẹ tôi đã mất cách đây 10 ngày rồi Vậy sao cậu không nói? Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi Mấy ngày trước tôi bận lo đám tang cho mẹ Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Thật sự cũng còn một chút sức lực nào Để gọi điện cho cậu Tôi xin lỗi Nè, cậu có phải xin lỗi tôi vì điều đó Ngốc à Mai cậu có rảnh không? Tôi qua thăm cậu Không sao đâu mà Ngày mai tôi sẽ đến trường Tôi đã bỏ bài việc học một thời gian rồi nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra tớ cũng phải tiếp tục sống đừng lo cho tớ tớ vẫn còn có cậu không phải sao ngày hôm sau không biết hôm qua hoác cảnh mộc đã về nhà chưa chào buổi sáng cô chủ chào buổi sáng ừ hết thiếu xa anh ta cậu chủ đang tắm nếu cô có muốn gì cậu chủ đang tắm nếu cô chủ có gì muốn nói thì có thể để ở trong phòng à không cần đâu ai vậy cậu chủ có gì gì không có gì Cô chủ vừa rồi hỏi tôi cậu chủ có ở đây không? Cô vào đi. Sao bây giờ, sao bây giờ? Sao mình lại có thể theo hoác cảnh mộc vào trong phòng? À ta chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm. ha à... Lại đây. Giúp tôi lau khô tóc. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn đi học. Đã nửa tháng rồi tôi không đến trường có được không? Cô muốn đến trường sao? À. Làm tôi vui tôi sẽ để cô đi. Hoắc cảnh mộc, anh đừng có quá đáng, tôi không phải là tù nhân. Tôi có quyền được đến trường. Không có sự cho phép của tôi, cô không thể đợi căn nhà này. Anh chỉ viện lý do để ức hiếp tôi thôi. Tôi có cần phải viện lý do với cô không? Đừng quên cô là vợ tôi. Vậy với cương vị là một người chồng, anh đã làm được gì cho tôi? Đó là, chỉ là cho danh nghĩa thôi. Đừng nói như thể là thật vậy. Đợi đã, còn chuyện gì nữa sao thiếu gia để logan cho cô đi không cần không sao đâu tiểu vi đã biết hắn là đồ tồi rồi không việc gì phải tức giận vì mấy chuyện này nhưng mà thật sự tức giận hắn ta là loại người gì vậy lớn lên mà cái gì vậy nó không phải là não người mà phu nhân thiếu gia bảo tôi đưa cô tới trường à còn nữa phu nhân cứ tiếp tục chống đối thế này không phải là cách tốt đâu vậy nên mong phu nhân chú ý thái độ một chút hả thiếu gia cậu phải sinh ra đã là người như thế cậu ấy không có gia đình thì vậy cậu ấy không biết cách giao tiếp với người khác nhưng đó không có nghĩa là cậu ấy không muốn giao tiếp thiếu phu nhân vẫn còn một gốc rất ấm áp trong trái tim cậu ấy tuy nhiên vẫn chưa có ai có thể tìm thấy sự ấm áp đó xin cô hãy trân trọng điều đó trường học được rồi tôi xuống ở đây vâng phu nhân đi từ từ thôi tôi sẽ chờ cô ở đây sau giờ học vâng được thiếu phu nhân hả thiếu gia nhờ tôi đưa cô cái này giúp cô học vui vẻ cái gì đây sao phải bí mật vậy anh ta đưa mình hai cái thẻ tín dụng làm gì đây để nghe lời sao hay là theo anh ta thì mình sẽ có tiền hai người giàu thật khó hiểu không chỉ mỗi mình hóa cảnh mộc mới khó hiểu thôi có bốn loại người trên thế giới này đàn ông đàn bà chuyển giới và hóa cảnh mộc tiểu phi tiểu phi à tiểu phi cuối cùng cậu cũng trở lại rồi mộng mộng tôi nhớ cậu lắm đó chúng ta đến lớp nhanh đi rồi nói hả đợi đã tô vi anh hết liền trời ơi vẫn không trốn được lâu rồi em không tới trường em không sao chứ à em ổn cảm ơn anh đã quan tâm tiểu vi anh có chuyện muốn nói với em tiểu vi thầy chủ nhiệm có chuyện muốn nói với cậu nên bảo mình dẫn cậu tới văn phòng đi nhanh đi xin lỗi anh em có việc rồi nói chuyện sau nha cô vi đợi đã có chuyện gì sao tiền bối tiểu vi anh thích em làm bạn gái anh nhé. Tô Vi, anh thích em, là bạn gái anh nha. Tô Vi, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Anh hết liền, em thực sự... Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nói đồng ý nhanh lên. Tô Vi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, xin em hãy nhận lời anh. Em xin lỗi, em không thể đồng ý được, cảm ơn tình cảm của anh. Tô Vi Ôi trời, học trưởng hách liên Chuẩn bị mạng tỏ tình thật hoành tráng Thở tớ mệt quá đi Đây là chuyện cậu muốn nói với tớ tối qua đó hả? Đúng rồi, tớ nghe mọi người nói là anh ấy muốn tỏ tình với cậu Anh ấy còn hỏi làm thế nào để thuyết cục phục cậu nữa cơ Mình nghĩ chuyện gì đó sẽ xảy ra Nhưng không ngờ là anh ấy lại làm lớn như vậy Thật ra thì anh hách liên không tệ, sao không suy nghĩ về việc đó, suy nghĩ về nó có gì mà nghĩ chứ mình đã kết hôn rồi nếu mà còn dây dưa với người khác hoặc cảnh mộng sẽ sợ mình chẳng muốn suy nghĩ gì cả mộng mộng chúng ta đi thôi chuyện gì vậy mình không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia vậy chàng kia đẹp trai quá đi Xe hơi cũng ngầu nữa Tại sao anh ta lại dừng trước cửa trường mình vậy Ha 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 Làm sao mình biết được Thật sự không hiểu nổi hoác tỉnh mộc Rõ ràng anh ta ghét mình Nhưng lại đợi mình trước cổng trường Anh ta đang nghĩ gì vậy Mộng mộng Mình đi trước nhé Cậu cũng về đi Hả Thiệt chứ Trời ơi Cậu giàu từ khi nào về vị tiểu vi Chào buổi tối Thay bộ này vào. Cái gì? Nếu cô không thích mùi của người đàn ông khác trên người thì thay đi. Ý anh là hách đi Tôi thực sự không nghĩ anh ấy sẽ tỏ tình với tôi. Mà làm sao anh biết được việc này? Anh theo dõi tôi phải không? Cô là người của tôi. Không phải tôi nên biết chuyện gì xảy ra sao? Thay đi. Còn bộ này thì đem về đốt. Đúng là người sao? thực sự hóa cảnh Mộc muốn gì vậy? Vì ông nội sắp đặt nên ta và mình kết hôn, anh ta không thích mình, lúc nào cũng nổi điên với mình, nhưng tại sao vẫn cố quyến rũ mình? Vấn đề không phải là anh ta quyến rũ mình, mà là sau khi quyến rũ mình thì anh ta đi mất, thật đáng ghét. Nghe nói hoác tỉnh Mộc là người ăn chơi, có rất nhiều cô gái vây quanh anh ta. Mình thật sự đã tận mắt chứng kiến điều đó trong ngày cưới, nhưng giờ hình như không còn ai hết, thật không hợp lý chút nào đột nhiên đổi tính cũng phải có dấu, dấu hiệu gì báo trước chứ Từ khi tới đây mình đều thở dài cả ngày có khi nào mình chết yểu không đây alo có chuyện gì không mộc mộc alo có chuyện gì không mộng mộng tiểu vị tin xấu có chuyện xảy ra rồi có chuyện gì trang của trường chúng ta đang điên lên kìa họ nói cậu được bao nuôi trang của trường Bao nuôi cái gì vậy? Tại chiếc xe siêu ngầu và siêu mắt hồi chiều đó. Tiểu Vi, thật ra chuyện này là sao? Không sao đâu, tin đồn thôi mà. Đừng lo, mình không có được bao nuôi. Chỉ là... Hoác cảnh một muốn công khai mối quan hệ giữa mình và anh ta. Tốt hơn mình đã che giấu nó. Người hôm nay là họ hàng xa của tớ cậu có thể nghĩ đó là anh họ của tớ người mà đã giúp tớ rất nhiều khi mẹ của tớ qua đời dù sao mình cũng không phải tình nhân bí mật gì đó đâu cũng đúng cậu không phải là kiểu người đó mà thiên hạ bây giờ toàn nghĩ xấu thôi được rồi đừng bận tâm chuyện đó nữa nghỉ sớm đi ngủ ngon nha kết thúc cuộc gọi thật là phiền phức là cô ta phải không hình như là người trong ảnh đó là chuyện là về chuyện hôm qua ê nhìn kìa là cô ta tiểu vi sao cậu lại chạy tiểu vi tin đồn đang đắp Đang ra cấp trường rồi bây giờ tin đồn tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi chẳng nghĩa lý gì hết vào lớp trước đã tiểu vi mình nghe nói là anh hách Nhiên rất tức giận về chuyện xảy ra đó tối qua còn đi uống rượu nữa cậu đúng là thông tin nhanh nhạy chuyện gì cũng biết hết tố vi Tố vì anh cần nói chuyện với em. Tin sốc, cô gái nổi tiếng của trường đại học Ti công khai làm loại chuyện này. Anh hết liên. Tố vì đây là lý do tại sao em từ chối anh sao? Gì đây? Em vẫn không thừa nhận sao? Hôm qua em được đại gia đón mà. Tố vì anh không nghĩ em là loại phụ nữ này. Tớ nghe nói Tô Vi được bao nuôi đó, Hôm qua anh chàng tài năng khoa tiếng Trung này thổ lộ tình cảm với tôi, cô ta nhưng bị từ chối. Đó là lý do tại sao anh ta đến đây để làm rõ mọi chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật á, tôi vi nhìn hiền lắm mà. Không ngờ đó. Anh nói hẹn phụ nữ này là có ý gì? Hát ly, tôi cảnh cáo anh. Đừng tự cho mình là hay. Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh nên anh im đi. Và cũng đừng xen vào. Em... Đừng có chỉ thay vào tôi. Anh không biết lịch sự à? Còn nữa, Đừng có nghĩ bất cứ thứ gì anh thấy cũng là sự thật Không phải anh nghĩ đơn giản vậy chứ Anh tin hết những thứ anh ấy trên đường à Đi dùm đi Chúng tôi phải vào học rồi <cười> <cười> Tiểu Vi đừng nghĩ nhiều Những gì hết Liên nói đều là giả Mình tin cậu Bỏ đi Anh ta chẳng nói câu nào là sự thật cả Sao tôi phải bị tác động chứ Hôm qua anh ta vẫn còn nói thích tớ Mà hôm nay đã quay qua chỉ thích Chỉ trích tớ Đúng là chuyện nực cười không sao đâu nếu cậu cần bờ vai để khóc thì cậu vẫn có mình mà giáo viên đến rồi đừng có giỡn nữa ai thấy mình bước lên chiếc xe sang trọng như vậy thì cũng đều nghi ngờ thôi đó chỉ là vì cái tôi và trẻ diện của anh ta buộc anh ta phải tin rằng lý do mình từ chối là vì mình có người khác nhưng từ rơi đó đâu ra có người cố tình làm hại mình thì có lợi ích gì sao không hiểu nổi thời gian này nên tránh thu hút sự chú ý thì hơn dù sao ở trường mình cũng không thân thiết với nhiều người lắm sau giờ học. Lát cùng đi ăn cơm đi Tiểu Vi. Hai, lát nữa có người đến đón tớ rồi. Ồ, thì đa người đẹp đã có hẹn rồi sao? Nói mình nghe đi, là ai hả? Ha ha, cục nước đá. Không, có ai hết, chỉ chỉ là người giúp mình khi mẹ mình qua đời thôi. Ồ, là ân nhân, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Được rồi, mình cho cậu gặp sau nha. Thế mới phải chứ. Ha ha he he he. Tô Vi, hãy chờ xem. Sao vậy? Không có gì cảm giác như có người đang nhìn mình. Chắc là máy lạnh thôi. Ừ, chắc vậy. Ồ, hai, cạnh anh cảnh mộc. Xém thì cắn trúng lưỡi, sao mình gọi anh ta thấy ớn vậy trời? Hi hi. chào tôi là hoa cảnh mộc tỉnh đi đừng tỏ ra đắm đuối trước mặt người khác như thế à chào chào anh cảnh mộc đây là mộng mộng bạn thân của em em định tối nay sẽ đi ăn tối với cậu ấy vì thế hôm nay em sẽ không về với anh được vậy thì đi chung đi hả gì chứ bạn của em cũng là bạn của anh thật trùng hợp hôm nay anh cũng muốn dẫn em tới một nhà hàng lên xe chúng ta cùng đi chào phu nhân phu, phu nhân chuyện hách liên thần sao rồi làm sao anh biết anh ấy anh hết hách liên thần đó đúng là tên khốn mà hôm nay trước lúc hồi học anh ta mang một tấm tờ rơi đến cho tiểu vi để nói cô ấy là con gái nuôi nghe thật kinh tổn hả hách liên thần thực sự đến lớp của cô đừng nói chuyện đó nữa mộng mộng Tiêu, nếu anh ta biết chuyện xảy ra giữa mình và Hách Liên, chắc sẽ phát điên luôn. Sao vậy? Em đang nghĩ cách che giấu cho cậu ta à? Em, thật sự giữa bọn em không có gì đâu. Hắn ta làm bé mặt em trước mọi người, anh sẽ không tha cho hắn dễ dàng vậy đâu. Tô Vi, nhớ kỹ điều này, em là vợ anh, anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu. Anh ta bên vực mình. Ừ, vậy không phải cũng bao gồm anh luôn sao? hả? Không có gì, em không nói gì hết. Đừng lo lắng chuyện này nữa. Logan, tới nhà hàng kỳ thương. Vâng, tôi thiếu ra. Nhà hàng kỳ hương. Đi thôi. Em tự đi được. Tổng tài này, anh ta lại đang diễn trước mặt người khác đây sao? Hay là bởi vì anh ta bắt đầu có cảm giác với mình rồi? Em về trước đây, nhà em cũng không xa đây lắm. Tô Vi, cậu cậu ngày mai nhé. Mộng mộng, nhà cậu cách đây hàng chục cây số. Tô Vi, tại sao em không nói với tôi? Hả? Em từ chối lời tỏ tình của Hách Liên ở trường rồi, sau đó hắn ta sẽ nhục em trước mặt mọi người. Việc nghiêm trọng vậy, tại sao em không nói với tôi? Tôi, tôi chỉ là, em không tin tưởng tôi sao? Đó là lý do tại sao em không nói với tôi. Ừ. Đúng rồi, tôi không có niềm tin nữa anh. Hoắc Cảnh Mộc, anh nên nhớ những gì anh đã nói với tôi cách đây không lâu. Không phải anh bảo tôi không đủ tốt để làm vợ anh sao? Anh cho tôi là tôi bán rẻ bản thân vì tiền mà, anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Tố vì Tôi không biết hiện tại anh đang nghĩ gì, có lẽ anh đang thương hại tôi, hoặc anh cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm, nhưng Hoắc Cảnh Mộc, tôi là con người, tôi cũng có tự tôn của mình kết hôn với anh cũng chỉ là vì ông nội anh hứa đồng ý giúp tôi hoàn thành ý nguyện lúc lâm chung của mẹ tôi và đó là tôi sẽ phải lấy anh Thoát cảnh mộc lời hứa của mình tôi đã hoàn thành từ giờ trở đi chấp nhận hoặc ly hôn là tùy anh Toby, Vi, ông nội. Logan, Ngày mai đưa cho tôi toàn bộ thông tin cá nhân về Tô đặc biệt là thông tin về mẹ của ấy. Cậu chủ cuối cùng cậu cũng tỏ ra quan tâm đến cô chủ. Logan, cậu nói nhiều quá. Tướng ngủ thật là xấu. Ở trong ngôi nhà này làm cho em đau lòng đến vậy sao? Đến nỗi em phải nhăn mày khi ngủ. Hờ, trông cũng không thông minh. Mấy, sao mà em đủ can đảm để thách thức tôi vậy chứ? ngủ ngon nhé. Hoắc cảnh mộc, đâu mới là sự lựa chọn cuối cùng của anh? Rồi đừng có chạy nữa. Dì Dung, có chuyện gì ở ngoài vậy? Chào buổi sáng, Thu nhân. Không biết tại sao có Rony làm mồm từ sáng đến giờ. Brony, Oh, Brony tặng hoa cho chị à, quả là cậu bé ngoan. Để chị thưởng cho em cái ôm nào. Bro, Brony, đừng có chạy nữa. Đừng lo Brony ở đây rồi, anh đi nghỉ đi. Brony, sáng nay em muốn ăn gì? Trứng chiên ha. Phu nhân, cô có điện thoại? Xin chào, tôi là Tovi Vi. Vi, anh thật sự xin lỗi, anh đã hiểu lầm em nên hành xử hơi quá đáng. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh là ai vậy? Anh là hát liên thần đây. Mộng Mộng đã cho anh biết được sự thật. Tô Vi à, anh không có ý là vậy đâu. Em ta thứ cho anh được không? Anh đã nghe gì từ Mộng Mộng rồi. Không sao, dù sao anh cũng biết được sự thật rồi. Tốt hơn là sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Tô Vi, anh biết đó là lỗi của anh. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta gặp nhau ở khách sạn Thụy Hoa đi. Để anh mời em một bữa tạ lỗi. Anh xin em đó. Ừ, nếu anh muốn thế thì thôi được. Cảm ơn em nhiều lắm Tô Vi Sao mình cứ cảm thấy có gì đó đáng ngờ vậy nhỉ Có đúng là hát liên thần làm thế này Sau khi nghe mộng mộng nói sự thật không Hay là hoắc cảnh mộc đứng sau chuyện này Chị Dung Chị có biết anh cảnh mộc đang ở đâu không Thiếu gia đã đi từ sớm rồi Bảo sáng nay phu nhân Không có tiếc nên chúng tôi không được làm phiền phu nhân nghỉ ngơi Ha 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 Là vậy sao Hôm qua mình vừa chọc sợ anh ta mà hôm nay anh ta lại tốt bụng như vậy. Sao nó sống bình yên trước thông bảo quá vậy? Sau bữa tối, sao mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn? Có lẽ mình nên hỏi mộng mộng chuyện này. Tiểu Vi nhớ mình sớm thế, không phải cậu đang dành thời gian tâm sự với anh Mặc Cảnh Mộc sao? Mộng mộng, mình muốn hỏi cậu một chút, Hách Liên Thần có hỏi cậu chuyện gì liên quan tới mình không? Hách Liên Thần, cái tên khốn đó mà còn mặt mũi thì mình sao? Chắc chắn là mình sẽ chửi hắn sốc mặt, mà. mà có chuyện gì hả? không có gì sáng nay lúc anh ta gọi mình cũng bị mình chửi cho một trận rồi vậy được rồi mộng mộng, mình có việc phải làm lúc khác nói chuyện nha hát riêng thận nói dối về việc biết được sự thật từ mary thậm chí còn muốn mời mình ăn kem như xin lỗi nữa có vẻ như mộng mộng không nói gì cả nhưng anh ta biết điều đó khác ronnie lý do quá gì mà một kẻ cao ngạo như hắn lại hạ thấp bản thân cầu xin chị như vậy khi gặp một đối thủ mạnh dĩ nhiên anh ta sẽ nhúng nhường Hát liên thần nhấn mạnh rằng anh ta muốn xin lỗi. Nghe cứ ghê ghê sau đó. Anh ta bị ai đó ép buộc chăng? Phu nhân, cô sẽ đi dự tiệc sao? Vâng, còn là một nơi cực kỳ sang trọng và lộng lẫy. Dì Du, dì có biết khu mua sắm nào gần đây không? Cô không cần đi mua đâu ạ. À? Thiếu Tiếu xa đã chuẩn bị trang phục cho cô rồi. Mời cô đi theo tôi. Tất cả những thứ này Hát tiên thần để xem anh định dở trò gì. Khách sạn trôi hoa. Trông tôi thế nào, Logan? Cô giống như vị nữ hoàng có thể thống trị cả nơi đó vậy. Vậy thì tốt ít nhất thì tôi không bỏ phí 3 tiếng đồng hồ lát nữa thì có ứng biến nha vâng anh để xin lỗi mà anh đem theo bạn sao anh ta chắc hẳn là có động cơ xấu xa nào đó rồi xin lỗi đã làm mọi người chờ lâu tô vi sao mới có hai ngày mà anh đã không nhận ra em nữa à à không chỉ là anh chưa bao giờ thấy em thế này trước đây anh hơi bị bất ngờ Tiểu thư nhà chúng tôi không thích quá điều đạt khi ở trường, nhưng hôm nay tiểu thư phải dự một sự kiện quan trọng nên mới chuyên dị thế này. Vị này là... Chào ngài hát niên, tôi là trợ lý cá nhân của tiểu thư, tôi thường nghe tiểu thư nhắc về ngài, cảm ơn vì đã quan tâm đến tiểu thư ở trường. Ha ha, không có gì, đó chỉ là chuyện tôi nên làm. Thôi Vi, hôm nay cậu thật xinh đẹp, mình chẳng dám gọi tên cậu luôn. Ờ, cô gái này là... Ai vậy nhỉ? mình ở phòng ký túc xá cạnh phòng cậu vân y phạm không phải cậu quên mình rồi chứ xin lỗi lâu rồi mình không về ký túc xá mình thực sự quên rồi rất vui được gặp cậu cậu là người của công chúng mà nên cậu không nhớ cũng không sao nhưng tô vi cậu thực sự thay đổi rất nhiều đó mình còn nhớ một tháng trước cậu vẫn chưa như thế này đúng rồi đôi lúc khi người ta giấu danh tính của mình quá lâu họ quên mất thân phận thật của mình và ngược lại không phải sao hôm trước anh trai đến đón mình thôi nhưng có vài người đặt điều nói bậy quá đáng khiến cho anh mình rất bực đúng những người đó thật quá đáng họ luôn đồn đại dù không biết đầy đủ hết câu chuyện mình qua gặp bạn cùng lớp một chút xin lỗi Hừm. cô chủ có gì đó bất thường ở cô gái đó đúng vậy tất cả những người xung quanh hắn liên thần điều kỳ lạ tiểu phi xin lỗi ngày hôm đó anh đã quá hấp tấp anh cũng không tin em có thể làm những chuyện như vậy anh đã quá ngu ngốc nên mới nói những lời đó, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì hành động của mình, anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Anh đừng nói như vậy, con người ai cũng có những lúc mắc lỗi mà, cũng không có ai trước đây biết anh ấy là anh họ của em, nhưng nhờ sự việc này em đã nhận ra, trên đời này có những kẻ luôn luôn có ý định xấu với người khác, dù cho em có cảm thấy rằng em ngay thẳng đến mức nào đi nữa. Vậy Tử Vi, em tha thứ cho anh chứ? Dĩ nhiên, anh đâu có làm gì sai. Tô Vy, mày vui mừng sớm quá đấy. Bởi thì sẽ có một thứ đang chờ mày. Anh hết niên, Tô Vi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chúng tôi đang nói về anh trai của Winnie. Hóa ra là người thừa kế của tập đoàn Hắc Thụy nổi tiếng. Tôi không ngờ đấy. Chàng ganh nhân rõ sang huyệt trại đó thật sự là anh trai của Tô Vi, sao hai người không cùng họ? Tớ chỉ gọi anh ấy là anh trai thôi, chứ bọn tớ không có quan hệ huyết thống. À, tớ hiểu rồi. Dù lần trước mình nghe nhiều tin đồn xấu về bạn trong trường, nhưng mình luôn nghĩ bạn không thể là loại bao nuôi đó được. He <laughs> he, cô vẫn còn muốn vấy nước bẩn vào người tôi đấy à? Cô đúng là không thể bỏ cuộc mà. Con người bây giờ rất dễ bị lay động, nhưng cũng là vì cuộc sống quá buồn tẻ thôi Nếu ta chịu khó học hỏi và đọc thêm nhiều sách Thì đâu có chuyện như vậy xảy ra Bạn nghĩ đúng không? Ừ đúng rồi Mấy người đó chắc là rảnh rỗi riêng nông nổi nữa mà Tô Vi, bạn tuyệt vời thật Mình muốn nâng ly về bạn Hy vọng sẽ học hỏi thêm nhiều từ bạn trong tương lai Hi <laughs> hi À đi này cho bạn nè Cảm ơn Tiểu thư, hôm nay cô đã uống quá nhiều rồi Không uống thêm nữa được đâu À Xin lỗi Tô Vi, mình không cố ý đâu. Thật sự xin lỗi, mình sẽ đền chiếc váy này cho bạn. Mình... Tên quản gia chết tiệt là mình sợ hết hồn. Hại mình lãng phí một viên thuốc. Mình đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới mua được đấy. Tô Vi, y vào không có cố ý làm vậy đâu. Đừng giận cô ấy. Em là người tính toán chi ly vậy sao? Chẳng qua chỉ là một bộ váy. Bẩn đội thì vứt đi thôi. Logan. Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị bộ trang phục khác cho cô. Anh có một phòng tại khách sạn này. Em có thể thay đổi đó. Cảm ơn anh nhiều. Trong thang máy. Thật là tiếc quá đi. Tôi rất thích cái đàm này. Tiếu phu nhân, vừa nãy khi cô vân đến, cô có vẻ né tránh cô ấy. Cái cách cô ta nhìn tôi có thể đục cả lỗ lên tường đấy. Tôi không tin là cô ta muốn nâng ly vì tôi. Hay là kiểm tra xem cô ta có ý đồ gì khác không? Logan, tôi cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh nói rốt cuộc hát liên thần định làm gì nhỉ? Vậy thấy cô vẫn còn phải đi học, nên thiếu xa đã không nói cho hát liên thần biết thực chất cô là vợ của cậu ấy có thể cậu hát liên thần đã hiểu làm gì đó lẽ nào anh ta cho rằng tôi thực sự là em họ của hoác cảnh mộc là thiên kim đại tiểu thư của nhà có tiền nên muốn không phải chứ không thể nào đâu thế nên anh ta chuột lỗi với tôi thực chất là muốn lấy lòng tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ 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 người đó có lẽ nào Logan, có chuyện gì sao? Cậu đang nhìn gì thế? Không có gì, thiếu phu nhân. Chúng ta đến nơi rồi. Thiếu phu nhân tôi đi lấy quần áo cho cô, cô để ở đây một lát. Còn nữa, nếu có người gõ cửa tốt nhất là cô đừng ra mở. Tại sao? Có chuyện gì à? Không có gì, có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều. Trong phòng. Logan đi nhanh về sau. Xin chào, tôi là phục vụ phòng. Đây là nước ép của cô. Logan gọi sao? đúng là lúc mình đang khác đúng thưa thiếu gia tôi vẫn còn ở khách sạn vâng xin cậu đừng lo thiếu gia hình như tôi hôm nay tôi thấy bố làm ở khách sạn vâng tôi hiểu rồi hy vọng là mình nhìn nhầm phu nhân cô lấy nước ép ở đâu vậy phục vụ, vụ phòng mang lên đây anh đã lấy được quần áo chưa dạ rồi đợi chút nhé sau khi thay đồ tôi sẽ diễn thật hay vâng mình hy vọng là mình đang nghĩ quá nhiều sao tô vi vẫn chưa quay lại có khi nào cô ấy tức giận mà bỏ đi rồi không anh thánh liên có phải em gây phiền phức cho anh rồi không không sao tiểu vi không phải người như vậy đâu chắc cô ấy vẫn đang thay đồ thôi đừng lo mà em thực sự không cố ý đâu anh hết đi lấy nữa anh có thể nói đỡ cho em với tô phi được không cô ấy tin tưởng anh mà đừng lo anh sẽ nói đỡ cho em cảm ơn anh xin lỗi đã để mọi người phải đợi tô phi cậu đến rồi mình còn tưởng cậu giận mình nên bỏ đi rồi cơ ủa tớ là người nhỏ mọn vậy sao không mình không có ý đó anh hết đi hôm nay cảm ơn anh cũng muộn rồi với em cũng không thể uống thêm được nữa nên em đi trước nhé Khoan đã, Tiểu Vi, em mở thêm chút nữa được không? Lát chúng ta đi karaoke, anh chưa nghe em hát bao giờ. Không, cần. Sao vậy? Tiểu Thư, Tiểu Vi, Tiểu Vi. Tại sao mình không thể mở mắt nổi? Tiểu Vi. Tiểu Vi chắc uống nhiều rồi, anh đưa cô ấy về phòng nghỉ. tại sao mặt Winnie đỏ quá vậy? làm sao thế? có phải cô ấy uống nhiều quá rồi không? biểu hiện rõ vậy, cô ta say thiệt sao? nhưng viên thuốc vẫn chưa dùng tối mà. là lỗi của em, em không nên để cô ấy uống nhiều như vậy. em không biết tuổi lượng của tiểu Vi thấp như vậy. hy vọng cô ấy sẽ không bị đau bụng vì uống quá nhiều. hay là chúng ta chuẩn bị ít thuốc cho cô ấy nhỉ? Tô Vi, tôi không quan tâm cô có say thật hay không. Để đề phòng, nuốt lại món quà tôi chuẩn bị cho cô đi. Đúng rồi đó, giờ anh sẽ đi. Anh ở lại đây trong Tô Vi đi, em sẽ đi hỏi phục vụ. Được, nhanh lên rồi quay lại nha. Học trưởng, xem như đây là món quà em tặng anh. Nhưng đừng cảm động quá nha. Tiểu Vi, em tỉnh rồi à? Anh hát Liên, em. Vừa rồi em say quá, anh lo lắng nên đã đưa em về đây. Say, mình không nghĩ là tủ lượng mình đã thấp như vậy, mình không còn chút sức lực nào cả. Tiểu Vi, em ổn chứ, hồi nãy lúc em té xỉu tim anh muốn rớt ra ngoài đó. Anh hát đi, quản xa nhà em đâu? Đã có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Anh hát đi anh có thể giúp em liên lạc với quản gia của em không? Em muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Vy, anh xin lỗi. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng ngày hôm đó anh không cố ý làm vậy đâu. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh đừng mà. Anh, anh đã cho em ăn gì đó đúng không? Ha. Tiểu Vy, hết, hết đi. Anh rất thích em, là bạn gái anh chứ. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em mà. Anh Harry, em thật sự không thể chấp nhận anh được. Em xin lỗi. Tại sao? Tại sao em không thể chấp nhận anh chứ? Tô Vi, anh không đủ tốt với em điểm nào. Thả em ra. Tô Vi, anh đã cho em cơ hội rồi. Đây là em bắt ép anh. Tên yêu râu xanh này, anh có để đến cứu mình đây? Cứu với, Logan, thả tôi ra, liên Phòng viết này cách âm rất tốt lắm. Tiểu Vi, quản gia của em không thể đến cứu em đâu. Bỏ ý định đi Người quản gia không thể Nhưng tôi thì có thể Cảnh một Cứu em Ngày hát tôi Mày dám động vào người phụ nữ của tao Hát liên mày được lắm cậu chủ định xử lý việc này như thế nào tôi ê tô vi cô bị sao vậy sao lại nóng thế này hình như không phải do uống quá nhiều Logan, cô ấy đã ăn những gì ở khách sạn cô chủ mới uống hai ly rượu vang thôi à thiếu xa tôi nghĩ hắn liên đã sở trò gì đó tôi còn nhìn thấy bố làm ở khách sạn bố lập nếu có chuyện này nếu chuyện này có liên quan đến ngươi ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đi kiểm tra xem gần đây bố làm đã liên hệ với những ai. Vâng. Nóng quá, khó chịu quá, mát quá, dễ chịu quá. Á! À! Hoắc Cảnh Mộc, anh làm cái gì vậy hả? Giúp cô tỉnh rượu. Tắm rửa sạch sẽ mới được ra ngoài đấy. Tôi không muốn ngửi thấy mùi của gã khác trên người cô. Hoắc Cảnh Mộc, đồ thần kinh. Nếu anh bệnh thì tự đi chữa đi mới thì chút giận lên người tôi. quá cảnh mộc hết đi, các người đều là lũ khốn. Hôm nay mình cũng không uống nhiều, ly vân y phạm định đưa cho mình thì bị đổ. vậy tại sao mình lại bị ngất? lúc đó khi Hanley tiến đến sát, cơ thể mình tự dưng ưỡn oải không còn chút sức lực nào nữa, giống như đã bị cho uống thuốc gì đó vậy. thuốc là nên nước đó, có kẻ nọng đó muốn hại mình ư? thiếu sa đã điều tra được rồi là một tên thuộc hạ của bố Lâm đã cho thuốc vào ly nước ép của phu nhân và còn gì cứ nói phu nhân sau đó còn bị cho uống một loại thuốc khác nữa đây là loại thuốc mà người của bố Lâm đã bỏ vào nước ép chỉ là loại thuốc gây mê thông thường nhưng biểu hiện của thiếu phu nhân giống như bị hạ flu ni cũng chính là thuốc lãng quên thuốc lãng quên thuốc lãng quên do ai dở trò hiện tại còn chưa điều tra được nhưng mục đích của bố lam rất rõ ràng là muốn bắt cóc thiếu phu nhân uy hiếp cậu từ bỏ miếng đất trong tay hắn ta muốn miếng đất còn để xem hắn có khả năng này không đã hắn cũng đang quan sát mảnh đất số 1 của thành phố en đúng không mua hết chúng đi dạ vâng ai à da dạ, phu nhân sao cô lại đi xuống đây logan dì dung chào buổi sáng ronnie chào buổi sáng tôi đau đầu quá, hình như còn bị cảm nữa, dì Dung có thuốc cảm không? Cô bị cảm. Tôi đang hỏi cô đấy, cô không nghe thấy sao? Ồ, thiếu xa hả? À? Vừa nãy tôi không thấy anh, tôi bị cảm không phải là do anh làm mà. Hay là mạng tôi vẫn lớn, chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc là khỏe ngay mà, không dám phiền tới anh, đi đo việc của anh đi, không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Cô, Logan, có gì buồn cười sao? Tôi chỉ là chưa từng thấy thiếu gia nói giận như hôm nay, có lẽ phu nhân đã trách nhầm thiếu gia rồi. Mà kể đi, tôi vào hóa cảnh mọc vốn dĩ chỉ hòa người qua đường, anh ta thích làm gì là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi. Được rồi, nhưng thiếu phu nhân sau này ở trường phải cẩn thận một chút, nhất là phải cẩn thận đồ ăn. Anh điều tra được gì rồi sao? Hôm qua tôi bị ai bỏ thuốc, tôi không nghĩ là tôi có thủ án với ai lớn đến vậy. Cô có nghĩ là hát liên thận không? Nếu anh ta có đủ dũng ký đó, anh ta đã không thành ra như bây giờ. Nếu anh nói đó là Vân Y Phạm, tôi còn có thể tin. Nhưng chắc không phải là Vân Y Phạm chứ. Tôi không nghĩ mình có hiểm khích với cô ta. Vậy tại sao cô ta phải làm vậy? Cô ta làm vậy đến được gì? Tôi muốn đi gặp Mộng Mộng. Tôi luôn cảm thấy Vân Y Phạm này tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Cô ấy đi đâu thế? đi gặp bạn cô ấy à thưa thiếu xa thiếu phu nhân nghi ngờ người làm việc này là bạn học của cô ấy kiểm tra đi vâng thiếu xa ngày 20 tháng sau là sinh nhật của thiếu phu nhân tôi biết mà sinh nhật Sì cơ cậu to mồm quá, lỡ có ai nghe thấy thì sao? Cậu nói ai đó bỏ trút cậu tối qua á? Ừ, mình không biết ai làm cả, dù không thành công nhưng mình nghĩ hắn sẽ tìm cơ hội ra tay tiếp. Cậu nó không phải hách liên, nhưng ai có thể ghét cậu đến nỗi phải làm ra những chuyện như vậy? Hách liên thậm chí còn chả nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, anh ta chỉ đơn thuần nghĩ là mình say. Nhưng suốt đoạn đường về tất cả những gì tớ nghĩ tới là Vân Y phàm, mộng mộng, cậu có biết gì về cô ta không? nghe quen quen có phải cô ta ở cạnh phòng ký túc xá bọn mình không à mình nhớ rồi hình như cô ta học khoa báo chí thì phải nghe bảo là vừa xinh đẹp vừa học giỏi gia đình cô ta cũng thuộc diện khá xã cô ta cũng ít khi tới trường có phải cô ta với hát liên có mối quan hệ đặc biệt gì không tối qua cô ta đến cùng với hát liên tôi không chắc lắm để tôi dò la xem sao cậu cược cái gì trông như con ngốc ấy không để tên là người bạn của mình lại gặp tình huống như này như kiểu trên phim ấy nhở hi Hâm à <laughs> canh cá chua đến đây hoa wow, mộng mộng cậu tuyệt quá tất nhiên mình là một đầu bếp tốt mà lị lại đây thử đi hôm nay mình mua cá chấm hôm nay mình mua cá chấm đen tớ vừa nhận được máy tin từ mấy hội buôn dư lê có nhiều người bảo là vân y Phạm thích hách liên đấy cô ta mà thích hách liên nhưng có vẻ cho hợp lý lắm cái gì không hợp lý Nghĩ là mà xem, nếu cô ta yêu hắn, cô ta không nên ghen hoặc ghét mình chứ. Cô ta đứng ra, nên mong tớ tránh xa Hát riêng ra chứ. Mục tiêu vực của Vân Y Phạm có khi lại là Hát Liên, chứ không phải là tớ đâu. Ừ, nghe nói có vẻ hợp lý, vì nếu cô ta muốn kết đôi cậu và Hát Liên, Hát Liên sẽ không nghĩ rằng là cô ta làm điều đó. Các cả cả khi bị vạch trần, nó cũng chả ảnh hưởng xảy đến cô ta. Tại sao cô ta lại làm thế? Ai biết tại sao cô ta làm thế với mình, mình thậm chí còn chả có gì. Ai nói thế? Cậu nhé tốt buồn xinh gái này, học cũng giỏi nữa. Rất nhiều người sẽ thấy ghen tị và ghét cậu. Nếu mình không phải là người tốt, mình cũng không chơi với cậu đâu. Vậy tôi phải cảm ơn tình cảm của cậu rồi. À, không cần cảm ơn. Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu. Ai là người giúp cậu sau khi cậu bị bỏ thuốc hôm qua? Ai? Nước lạnh đấy, còn ai vào đây nữa? Cậu chắc không? Vậy cậu với cảnh mộc là như thế nào? Mau khai ra nhanh lên đàn ông là một lũ lừa, lừa đảo hết, không có gì để nói cả, ăn thôi. Dựa trên kinh nghiệm của tớ chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó, nói mau, hai người là như thế nào? Thôi được rồi, mình sẽ kể với cậu, chuyện này mình đã giữ bí mật từ rất lâu, thật ra mình và cảnh mộc cưới nhau được một tháng rồi. Cái gì? Cưới cơ á? Tô Vi, chuyện quái gì sẽ ra vậy, Giải thích cho tớ rõ coi, mình đã chuẩn bị tinh thần khi mẹ mất đi tớ nghĩ sẽ chôn cất mẹ tại nghĩa trang có phong cảnh đẹp như khi tớ tìm thấy nhật ký của mẹ trong lúc dọn nhà mẹ tớ nói rằng khi mẹ còn trẻ mẹ đã bị một người đàn ông không xứng đáng mà bất hiếu bởi mẹ đã từ bỏ gia đình mình để chuyển đến thành phố khác để tới sinh để sinh tớ ra nhưng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu mẹ nhanh chóng tiêu hết tiền và bị người đàn ông đó bỏ rơi lúc đó tớ vẫn còn nhỏ để có tiền nuôi tớ mẹ đã làm việc rất nhiều không ngơi nghỉ Mẹ nghe nói vì hành động nổi lệ của mẹ mà ông mình đã từ mẹ, cắt đứt quan hệ cha con của hai người, nên mẹ mình không dám quay về. Sau đó mẹ lâm bệnh nặng, tôi đã không có đủ tiền để cứu chữa cho mẹ. Tôi hy vọng khi chết đi, tôi được chôn cạnh ba mẹ mình. Mẹ tôi đã nhắc trong quyển nhật ký rằng có một điều mà bà hối hận nhất rằng không thể ở bên cha mẹ của mình khi họ qua đời. Bây giờ bà cũng sắp rời khỏi thế giới. Khi tôi đọc nhật ký của mẹ, tôi luôn muốn hoàn thành ước nguyện của mẹ, nhưng nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mẹ mình lại có thể xuất thân từ một gia đình vọng tộc và ông bà ngoại mình lại được chôn cất tại hòn đảo riêng của gia đình mình không sao làm cho mẹ được chôn ở đó được chuyện gì sẽ ra sau đó sau đó tôi gặp ông nội của cảnh mộc ông hỏi tại sao tôi muốn gặp gia tộc tô thời điểm đó tôi không còn chỗ nào để đi nên đã kể cho ông ấy nghe ông ấy hỏi tôi có phải là tớ là cháu gái của tô văn không ông ấy có thể giúp tớ nhưng tôi phải chấp nhận một điều kiện điều kiện đó là tôi phải kết hôn với cháu nội của ông. Cháu trai đó chính là hoắc cảnh mộc, nhưng tại sao ông ấy lại giúp cậu? đúng vậy, ông ấy có tiền và có quyền, tại sao ông ấy lại muốn giúp mình chứ? mình có suy nghĩ về điều đó rồi, nhưng mình không có lựa chọn khác. thi thể của mẹ không thể để thế mãi, nên mình chấp nhận. thảo nào cậu bảo rằng cậu được cảnh mộc giúp, hóa ra lý do là như vậy. cảnh mộc chưa bao giờ gặp cậu trước đây, nhưng bởi vì đó là yêu cầu từ phía ông nội anh ta, nên anh ta phải vâng đời Cả hai người đó coi cậu là gì chứ Tôi ổn mà Đừng nghĩ quá nhiều Dù sao thì giờ tôi đã là vợ của cảnh mộc Cũng không khác gì nhiều so với ngày trước lắm Đừng lo Cậu vẫn còn tớ nè Tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ Ừ, mình biết rồi Còn chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo Đời mình không thể tệ hơn nữa Vào đi Chủ tịch Huất, Đây là kế hoạch cho tháng 6 tới từ phòng kế hoạch Xin ngài xem qua được rồi, để đó đi. Chủ tịch, Logan bảo tôi báo với ngài là thông tin ngài cần đã được gửi tới học thư của ngài. Tôi biết rồi. Tô Vi là cháu gái của Tô Kính Minh, vậy ông nội, vậy là mình đã hiểu lầm cô ấy. Tại sao ông nội lại làm vậy? Chúng ta đã không cần quyền lực của gia tộc Tô nữa. Ông, ông đã tạo rắc rối cho con rồi. Logan, đi kiểm tra hành tung của cả Hách Liên Thần và Vân Y Phạm đi. Tôi muốn biết họ có phải là những kẻ đã âm mưu hãm hại Tô Vi hay không? Tô Vi, cô gái này thật là rắc rối. Hả? Vâng, cậu chủ, còn nữa, tháng sau là sinh nhật cô chủ, cậu có muốn chuẩn bị gì không? Hử? Ừ? Gì cũng được. cô chủ về rồi đấy ạ à. cậu chủ đã đợi cô lâu lắm rồi đó khoác cảnh một đang đợi mình cậu không vào đây anh đợi tôi có việc gì không mang thức ăn lên chuyện này là sao nhỉ ăn đi mình đã làm gì đây mình nghĩ là mình sẽ bị khó tiêu sau bữa ăn này mất cảm ơn cậu chủ nếu đã không muốn cười thì đừng cười trông xấu lắm mất cảnh mộc anh không thể ăn nó đèn hoàng hơn được sao nó tử tế thì chết được chắc tôi xin lỗi đã làm anh chướng mắt vì vẻ xấu xí của mình tôi ăn lo rồi anh cứ từ từ ngủ ngon ha <laughs> ha có gì đáng cười cậu chủ cậu làm thế này cô chủ sẽ không nhận ra thành ý muốn xin lỗi của cậu đâu tôi không có ý bày tỏ xin lỗi cậu chủ cô nên bày tỏ thành ý của mình bằng lời nói thì hơn làm thế này cô chủ không thể hiểu được ý của cậu không ăn nữa. Đói chết mất. Đói quá, bữa tôi có nhiều món ngon vậy mà, đều tại tên hóa cảnh mọc đáng ghét đó. Ánh mắt đằng đằng sát khí ai mà ăn cho nổi. Chắc mình phải xuống bếp tìm chút gì đó ăn mới được. Bò bít tết, gân và tôm nõn, sao tài đổ sống thế này? Có bánh mì nữa, mình sẽ nấu chút gì đó, chắc sẽ không ai biết đâu nhỉ? Em đang làm gì vậy? À, bàn tay ấm hóa cảnh mộc hoắc cảnh mộc nửa đêm anh đến phòng bếp để làm gì tôi thấy có người nửa đêm nửa hôm không ngủ được lén lút xuống bếp như ăn trộm nên tôi đi theo xem sao vậy em đói hả anh nhìn cái gì hệ tiêu hóa của tôi tốt lắm nên có thể tiêu hóa thức ăn chỉ trong chớp mắt bộ tôi không thể tìm đồ ăn khi đói bụng hả có sao đó sao có thể gọi là được ăn trộm được ăn nhiều hả tôi nhớ là em đâu có ăn gì tối nay đâu tôi ăn ít chi làm nhiều bữa anh có hiểu không Tâm trạng giảm béo con gái anh có hiểu được không? 12 giờ đêm rồi còn giảm béo Tên ngốc như anh cũng hiểu đâu Làm phiền tránh được Cũng may tay nghệ chưa bị mai một Trông vẫn rất ngon miệng Có muốn ăn đêm không? Anh không thấy đói hay anh sợ tay nghề nấu ăn của tôi vậy? Trambon le rico, de pelota, Spanish best ham, chân giò hung khói ngon nhất Tây Ban Nha một cân 300 bảng, mà em lại lấy kẹp bánh mì. Với tôi, thực phẩm là để ăn, đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với chúng. Anh xem mấy người ăn đồ tỉ Mỹ vậy, một bữa cơm chuẩn bị hết mười mấy giờ, mặc dù như vậy mới ngon nhưng điều quan trọng nhất, đấy là không phải là lấp đầy bụng và cơ thể khỏe mạnh sao? anh xem vậy là tôi có thể về ngủ một giấc thật ngon ngày mai rất dậy là tràn đầy sức sống hoắc cảnh mộc đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ lên đặc biệt với tôi thì tôi đơn giản lắm cũng chẳng có tài năng lẫn khả năng để hãm hại anh đâu vậy hôn ước của chúng ta em chuyện đã thế này rồi thì chúng ta còn có thể làm được gì nữa nếu anh thực sự quá đáng ghét tôi nếu anh thực sự quá ghét tôi thì tôi sẽ đi nói với ông chúng ta ly hôn là được rồi tôi cũng không cần một đồng của anh mọi người chia tay trong vui vẻ tôi cũng có ý đó Yên tâm đi, tôi không phải là người nhỏ mọn. Cách làm trước đây của anh tôi đều có thể hiểu được. Nếu tôi cũng có thể sáng lớn như anh, thì nhất định tôi cũng sẽ lo lắng. Thế nên chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Yên tâm làm bạn cùng phòng đi. Được rồi, tôi đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. Thường xuyên thức đêm cẩn thận đầu trọc lóc đấy. Ngủ ngon. Tôi có nên cố gắng hiểu em thêm nữa không? Tố viên. Ừ, mình đang trên đường đến. Được rồi, gặp lại sau. Ủa, Hoác Cảnh Mộc vẫn chưa đi sao? Ôi mẹ ơi, hai người đó nhìn thật đẹp thôi. Mà lúc trước đó lại có mắt như mù Câu chuyện tình yêu dưới dạng quảng gia riêng và ông chủ khó tính lạnh lùng. Nó sẽ là quyển tiểu thuyết 10 vạn chữ đó. Sao mình thấy có gì đó không đúng? Hay đó là vì mình bị cắm sừng? Cô đứng đực người ra đó làm gì vậy? Chào, Hoác Cảnh Mộc. Logan, chào buổi sáng. Hai người ngủ ngon chứ. Sao mình có cảm giác con mình nói nhiều nghĩa quá. Tôi phải giữ tiệc ở ngoài và không thể ăn tối ở nhà. Tan trường Logan sẽ đón cô. Không cần, hôm nay con có tiếc. Tôi đi gặp Mary, có thể sẽ không về tối nay. Anh đi đường cẩn thận. Không về ư. Ừ. Hãy về trước 10 giờ tối và cô không được phép ngủ qua đêm ở đâu cả. Hừm. vô lý, lại còn có cả sợ giới nghiêm. Cô nói cái gì? Vâng, thưa hoàng thượng, nô tỳ có việc, xin phép cáo lui ha <laughs> ha cứ như là lời xin lỗi tối qua chưa từng có vậy cậu nói nhiều quá tòa nhà công ty hoắc thị tầng 23, phòng hợp. cậu chủ vân y phạm chắc là người đánh thuốc mê cô ta đã đặt hẹn thuốc mê hai tuần trước vân y phạm tiếp tục đi vân y phạm đã làm điều này với sự ghen tị sao tô vi cô thật là biết gây chuyện đề xuất này không được chấp nhận nó giống với xu hướng của năm cũ không có gì mới cả làm lại hoặc chủ tịch hoắc hình như đang không vui thường thì cậu ấy đợi ta nộp lại dự án sau hôm nay cậu ấy lại bỏ đi có thể đề xuất nó quá tệ chào buổi chiều chủ tịch hoắc xin chào tổng giám đốc hoắc chào buổi chiều chủ tịch hoắc tô vi mình không thể dừng nghĩ đến cô gái này mộng mộng cậu đưa mình tới đây làm gì mộng mộng cậu đây là nhà mình trước đây tốt vi cậu còn nhớ mình thường nói về ông nội mình không mình lớn lên ở đây và ông nội mình là một nghệ nhân nổi tiếng ông rất thích làm đồ sơn mài nhưng không ai là người ta không ai mua không hay mua vì nó đẹp nhưng không tiện dụng mình không muốn ông rời xa mình như thế mình muốn hoàn thành tâm nguyện của ông đây chính là nhà mình mộng mộng cậu lớn lên ở đây sao ừ uh nói -huh, đó, đó tiểu vi lại xem đi đây là những ký ức tuổi thơ của mình chính là cái này tén 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 tiền thế nào có đẹp không nó thực sự rất đẹp cái này đẹp thật mộng mộng đây là ông cậu làm sao không mình đó thật sao cậu giỏi thật đấy Tất nhiên. Mình làm cái này hỏi cấp 3, muốn tặng cho ông nội nhưng lúc đó ông đã rất yếu, sau đó thì không còn nhận ra ai nữa. Xin lỗi vì đã nói với cậu những chuyện này, chỉ là mình muốn tìm một người để tâm sự vì sắp lên năm tư rồi, người trong nhà mình sụt mình thi công chức, thế nhưng mình vẫn muốn làm đồ sơn mài. Rất tốt mà. Đây là ước mơ của cậu, dù sao vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, cho bản thân một cơ hội đi, mình ủng hộ cậu. Hỏi cấp 3, cậu đã làm được chiếc bình đẹp thế này rồi, thì bây giờ cậu nhất định có thể làm được những thứ khác. cậu có thể đem chúng đi triển lãm, rồi nhiều người sẽ biết về sơn mày. có ước mơ là một chuyện rất hạnh phúc. trước đây mình không có ước mơ nên mới thuận theo số phận, thế nên mình ủng hộ cậu. cố lên. tố vi, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ mà. hu <laughs> mộng mộng, sau này chúng ta cùng cố gắng để thực hiện ước mơ, được không? ừ. vâng y phạt chuyện gì xảy ra tối hôm đó hả cô đã cho tiểu vi ăn gì ăn gì anh hách liên em không hiểu anh đang nói gì cô có chắc là cô không biết không sau khi cô rời đi tiểu vi bắt đầu thấy nóng và bất nhận ý thức nó không liên quan gì đến cô người của gia đình họ hết đã ở đây mà cô còn giả tạo anh làm em đâu em thật sự không biết gì hết khi em thấy tô vi ngất xỉu em đã cho cô ấy uống thuốc thôi mà sao anh không nhìn thấy sao mà không phải là tủ lực của tô vi không tốt sao tối hôm đó chỉ có ba chúng ta tôi không nằm nếu cô cũng không làm vậy thì ai làm tiểu Vi đâu thể tự mình uống thuốc đúng chứ làm sao em biết được học trưởng em thật sự không biết gì hết có rất nhiều người có mặt lúc đó mà tô vi cũng đã uống rất nhiều với lại cô ấy có quản gia lúc nào cũng ở bên cô ấy mà làm sao em có thể có cơ hội làm chuyện đó hơn nữa tại sao em lại là phải làm vậy chứ anh hết liền tại sao anh lại nghi ngờ em trong mắt anh em vô sĩ em vô liêm sĩ và độc ác đến như vậy cơ à anh không thể nào giúp em được rồi. Theo anh đi gặp chủ tịch Hoắc. Chủ tịch Hoắc. Đi cho anh. Học trưởng, anh bình tĩnh lại đi. Em thực sự không biết gì cả. Chúng ta sẽ biết sự thật ngay thôi. Cô Vân. Vào khoảng 7 giờ 30 buổi tối 4 ngày trước, Tô Vi và cô ăn tối ở phòng vip của khách sạn Thụy Hoa. Khoảng 8 giờ 20, cô ấy cảm thấy không khỏe nên tôi đã đến đón. Cô Vân. Tôi muốn biết có phải cô đã làm gì đó trong quá trình khiến Tô Vi cảm thấy không khỏe này không? Không, tôi chẳng làm gì cả. Tuy nhiên chúng tôi đã tìm thấy một loại thuốc trong dữ liệu mua hàng của cô, được vận chuyển từ Mỹ bằng một phương thức đặc biệt. Loại thuốc này cũng chính xác là loại đã được tìm thấy trong cơ thể của tiểu thư. Xin lỗi, cô Vân, cô giải thích sự trùng hợp này thế nào? Tôi thực sự không biết, không biết thuốc gì cả. Tôi, tôi thực sự không biết, không biết loại thuốc gì hết. Cô Vân, xin đừng vội chối cãi, Mời cô nhìn qua thông tin này Tôi chắc nó rất quen với cô Tôi, tôi thật sự Khi cô học năm nhất Cô phá hủy thanh danh của cô gái trẻ Bằng cách tạo ra tin đột trên mạng Rằng cô ấy được bao nuôi Cùng với việc hạ thuốc lần này Cô sẽ lực nhận được thư mời được từ lực Từ luật sư chúng tôi trong vòng 5 ngày nữa Tôi hy vọng lúc đó cô có thể cho chúng tôi Một lời giải thích hợp lý trước tòa Khoan đã ngại hoắt, Ngại hoắt, tôi thực sự không có ý làm hại Tô Vi Xin hãy tha thứ cho tôi Và đừng đố tội lên gia đình tôi cổ phiếu công ty nhà tôi đang đã sụt giảm một phần ba trong vòng ba ngày rồi hách liên đó là do sự tránh thuế của lãnh đạo cấp cao của France group và chất lượng đồ ăn thấp gây ra những việc này thay vì tới chỗ tôi anh nên nghĩ cách giải quyết vấn đề thì hơn à! tiền bối đừng đúng vào tôi nếu không phải vì cô thì hoắc Sa sẽ không làm vậy với gia đình tôi tại sao lại làm vậy với tôi đồ độc ác em cô đã lợi dụng tôi cô đã luôn giả vờ đáng thương để lấy lòng chắc ẩn rồi đi hại người bằng những mánh khóe ti tiện sao cô ác độc như vậy anh hết đi anh đã không biết xấu hổ tôi cho tôi tôi cho tô vi uống thuốc chứ có cho anh uống đâu anh đã làm gì tô vi mà họ tìm anh không phải anh cũng lợi dụng lúc đó để sở trò đòi bại với tô vi sao sao bây giờ lại đổ lỗ lỗi cho tôi cô hơn nữa lợi dụng anh anh xứng sao Cậu chủ cậu cứ bỏ mặt hai người họ ở đó cắn nhau sao dù sao cũng chẳng có gì đáng xem cậu chủ cậu đang muốn báo thù cho cô chủ sao là tập đoàn phong trà tự làm tự chịu có liên quan gì tới việc báo thù đâu hóa ra là báo ứng hả à? xem ra cô chủ phải cảm ơn sự bảo hộ của thần linh các phương rồi Hừ. đã rất lâu rồi mình mới thấy cậu chủ kiêu ngạo như vậy có vẻ như đây là sức mạnh của tình yêu cô chủ thật là tuyệt vời lần này có vẻ đã làm hơi quá nhưng những doanh nghiệp làm ra những chuyện đó vốn không lên tồn tại chẳng qua chỉ tiện tay làm một chuyện bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường làm sao có thể liên quan đến tố phi được Ồ, mà chết đi được sao lúc đầu mình đã chôn sâu thế nhỉ Thua mình luôn mộng mộng sắp xong rồi phải không cậu không còn cái gì chôn dưới đất nữa chứ ừ đúng rồi mình nhớ là chỉ số có bốn hộp à không đúng mình còn làm cái lọ hoa lớn gần 1m5 lớp 12 nữa, năm lớp 12 nữa, mình đâu có bỏ trong hộp đâu. Nó đâu rồi nhỉ? Lọ hoa lớn ư? Mộng mộng, mà nhớ là có thấy một cái lọ bằng vàng màu đỏ trong phòng của ông cậu đấy. À, thì đã nó ở đây. Đúng rồi, chính là nó đấy đây. Xong hết rồi, tôi Vi, đi thôi nào. Nhưng mà mộng mộng mà, làm sao chúng ta mang hết chúng về đây? Quá nhiều luôn đấy. Cậu chẳng phải có quen đại gia sao? Đi nhờ anh ấy giúp đỡ đi. Ồ ờ, thì được rồi Cơ mà tiểu vi mấy người có tiền Đều thích dùng Mercedes để chuyển đồ sao Không, mình không biết Có lẽ đây là sở thích đặc biệt của một số người Vậy thì sở thích này cũng quá đặc biệt rồi đấy Cô chủ Mấy chiếc hòm đã được để vào trong xe rồi Có nhiều bụi lắm Tôi đã gọi chiếc xe nữa đến đón cô Xin chào một chút ạ à? Thưa cô chủ, có chuyện gì sao ạ à? Không, hết rồi, anh làm rất tốt Cảm ơn anh Vinh dự của tôi tố vi mình thấy mình sắp bị chủ nghĩa xa hoa này mua chuộc rồi mà cậu vào hóa cảnh mộc thực sự không có khả năng nào sao mình thấy anh ta rất quan tâm đến cậu đấy đừng bị sự ảo tưởng đánh lạc hướng cậu toàn nói linh tinh thôi tội tới là không thể Tiểu Vi, đẹp trai quá, ngậu quá đi mất. Tụi em đang làm gì ở đây? Không làm gì cả, chỉ là đang dạo vòng quanh đây thôi. H khoan đã, cảnh Một Lên xe. Mộng mộng. À, bạn em sẽ đi chung với Logan. Ai đang làm gì vậy? Cảm ơn. Không có gì. Mình không nghĩ là hôm nay sẽ gặp cảnh Một đấy tưởng là anh ấy không muốn gặp mình chứ nhỉ? Cảnh Mộc, anh là người như thế nào vậy? Có phải anh tay nhúng tay vào vụ của Hách Liên và Vân Y Phạm không? Mình có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng chẳng biết hỏi thế nào. Em đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Cảnh Mộc, có phải anh có liên quan đến những chuyện xảy ra với Hách Liên và Vân Y Phạm phải không? Em đã nghe được những gì? Em nghe Hách Liên và Y Phạm đã ra nước ngoài, gia đình Hách Liên đã gần như phá sản. Vậy có phải anh làm không? đúng rồi là tôi làm đó em đã có ý gì đây cảm ơn cảm ơn anh cảnh mộc cảm ơn đã nghĩ cho tôi em là người phụ nữ của tôi mà nếu có ai muốn bắt nạn em thì họ phải xin phép tôi trước anh đang nói gì vậy thật là xa trưởng mà cậu chủ cô chủ tôi thấy không được khỏe nên hôm nay tôi không ăn tối đâu cậu chủ đừng nhìn nữa cô ấy đã đi vào phòng rồi bố lâm gần đây có thêm hành động nào mới không dù hắn ta đang rất yên ắng cũng như mọi hành động được cẩn trọng nhưng có vẻ như hắn ta đang có kế hoạch gì đó bố lâm là người chủ đoạn mới đây chỉ vì vài trăm ngàn đầu tư mà hắn ta gần như gây ra án mạng rồi chúng ta phải cẩn trọng anh nên để ý những người chung quanh tiểu vi tôi biết rồi xin cậu yên tâm ê tô vi Thôi Vi biết gì chưa? Vân Y Phạm đi du học rồi đó. Mọi người trong ký túc xá đều bị đánh thức với tiếng động khi họ chuyển ra. Thật sao? Ừ, nghe nói là vì bị bệnh gì đó. Nhưng không phải hôm trước cô ta vẫn rất khỏe sao? Sợ lại bị bệnh? Thật là kỳ lạ. Cậu cười cái gì vậy? He he he. Khi gió đông thổi có kẻ sẽ có kẻ. Bị trừng phạt. He he he. Cậu nói vậy là có ý gì? Dạo này cậu đọc cái gì vậy hả? Nghe ghê quá đi. Rõ ràng đó là hành động của chủ tịch Hoác là vì cô gái của anh ấy. Bệnh tình của Vân Y Phạm là xã đó là bởi vì không có đường nào cho cô ta ở lại nước nữa. He, he. Được rồi, đủ rồi đó, đừng có xàm xí nữa. Hôm nay có kiểm tra đó, cậu học bài chưa? Tô Vi, đợi mình với, đừng có đánh trống lãng. Tô Vi, mày đừng có tin mấy cái hành động ngọt ngào của anh ta. Hoác cảnh mọc đang giúp chúng ta, mày phải biết ơn anh ấy chứ. Gã đó đốc xảo trá, hắn ta nhất định là có ý đồ khi làm vậy. Nhưng giúp ta thì anh ấy được gì Ta có gì mà anh ấy cần đâu Đúng là vậy nhưng mà Chúng ta nên đáp lại ân tình của anh ta Sau những chuyện anh ta đã giúp Hay, cũng có lý Vậy mày, mày nghĩ mình nên làm gì Thì mình nên về sau đó à, Ngưng mơ mộng và làm bài nghiêm túc đi ha, 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 ha. Chủ tịch Hoác Lâu đời không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ Ngài Bố Lâm, ngày đến trễ rồi Ô kia, tôi bình thường lười biến quen rồi Có khi thời gian đó không có ý nghĩa với tôi Một khi tôi đã có mặt Chuyện làm ăn của chắc chắn sẽ thành công Sớm trễ chẳng quan trọng Này người anh em sao lúc nào cô cũng nằm mặt lạnh vậy Con gái không thích nhìn gương mặt đó đâu Tôi nghĩ chúng ta nên tươi cười và vui vẻ đúng không Ngài Bố Lâm, hôm nay ngày đến đây Để để bạn chuyện cá nhân của tôi à Dĩ nhiên là không rồi được rồi, được rồi, chúng ta tập trung vào vấn đề đi. Chủ tịch hoắc chúng ta biết nhau lâu rồi nên tôi sẽ không sành bánh đất hạng 2, hạng 3 của khu W. Nhưng tôi có ý định xây dựng khu dân cư số 1, anh hiểu ý tôi đúng không? Đổi lại chúng ta sẽ cùng phát triển khu nghỉ mát xuống nước nóng ở Nhật Bản. Trong kinh doanh, không có cái gọi là giúp đỡ nhau, chỉ có cạnh tranh mới phát triển được. Chủ tịch hoắc có vẻ như anh không có ý định hợp tác. Tôi luôn muốn cái tốt nhất, nếu anh thực sự muốn nó dùng hết sức đến mà lấy nó đi, đừng có sợ trò sau lưng tôi. Cậu nói vậy là có ý gì? Anh biết rõ nhất mình đã làm gì, bố làm, tôi hy vọng anh biết được rằng không một ai có thể động vào người của tôi. Ha 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 người anh em, người đàn bà đó cắm sườn cậu hả? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc rùa sở một chút, quản gia của cậu cũng có mặt ở đó, sao tôi dám làm chuyện như vậy được? Vậy là anh thừa nhận chuyện đó. Nè, người anh em, phụ nữ chỉ như quần áo thôi, cậu không thay cái cũ đi thì sao mặc cái mới được? nếu cậu thấy tiếc tôi có thể để cho cậu một chục cô kiểu đó chúng ta không cần phải nghe nhau vì chuyện này tôi nghĩ anh đất không hiểu ý của tôi cô ấy là của tôi của riêng tôi không một ai được chạm vào cô ấy bố lâm tôi rất mong đợi vào cuộc gặp của chúng ta tại tỉnh w xem ra lần này tôi đụng phải đá rồi khoác tổng thật sự không nể tình sao sẽ không có sự thương lượng nào giữa chúng ta đâu. Được. Nếu đã vậy thì hoác tổng, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh rồi, để lúc đó còn được có hối hận. Hoác cảnh mộc, cứ chờ đó mà xem. Nhìn phố làm hôm nay thì e là thẹn quá hóa giận rồi. Khả năng chọc giận người của khác của anh bao nhiêu năm nay rồi vẫn lợi hại như cũ nhỉ? Cậu có thể chăm chọc tôi chứng tỏ giờ này còn nhàn rỗi lắm nhỉ? tôi có nên cho cậu đi công tác ở Dubai một tháng không nhỉ? Lúc thiếu xa cần tôi đến này thì tôi làm sao bỏ thiếu xa đi hưởng thụ một mình được? <laughs> Hôm nay có Tố Vi có tiếc không? Dạ có. Bảo sang mọc đi đón cô ấy, rồi đợi tôi ở phòng làm việc. Xin chào, cho hỏi anh là... Xin chào, cô là Tố tiểu Thư đúng không? Tôi là Sáng Mộc, là trợ lý đặc biệt của Hắc Tổng. Hoác Tổng nói hôm nay anh ấy có việc bảo tôi đến tới đón cô tới công ty. Tôi tiểu thư, có phải cô giận Hoác Tổng rồi không? Hôm nay quả thật Hoác Tổng có việc nên không thể tới được. Không không, tôi chỉ đang nghĩ về vài việc khác thôi. À, anh ấy có nói gì khác không? Không, Hoác Tổng chỉ bảo tôi tới đón tiểu thư rồi rời đi. Anh ấy bận gì vậy? Có gì điện quan đến nhà Hách Liên không? Nhà Hách Liên? Ừ, tổng giám đốc không bận tâm lắm về sự tộc hát liên với anh ấy đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi thật ra tổng giám đốc đang muốn mua một mảnh đất lớn nhưng lại có sự cạnh tranh nhưng lại có sự tranh chấp khá mạnh với đối thủ ở mỹ nhưng đừng lo lắng sẽ không có vấn đề gì đâu tổng giám đốc xử lý những vấn đề này rất tốt đó không nghĩ là anh ta là fan của hắc cảnh mộc tốt nhất là không nên hỏi thêm về hắc cảnh mộc dù sao có hỏi cũng chẳng hỏi được gì Cô tiểu thư, đi hướng này. Đây là trụ sở chính của tập đoàn, văn phòng của tổng giám đốc ở tầng 26. Đợi đã, sao nhiều người thế này? à chào, tôi vừa mới học xong. Được rồi, cô và Giang Mộc đợi tối ở ban phòng, chúng ta sẽ về nhà ăn tối cùng nhau. Được rồi, tôi sẽ đợi. Hoác cảnh Mộc, hôm nay anh ta sao vậy? Tiểu thư, mời cô đi lối này. Chuyện hồi nãy là gì vậy? Chịu, hôm nay phu nhân chủ tịch đến kiểm tra chăng? Tôi chưa bao giờ thấy tổng giám đốc có biểu cảm nhẹ nhàng như thế với ai trước đây. Mời vào. Cảm ơn. Đây là phòng làm việc của chủ tịch. Mời tiểu thư ngồi nếu cần gì xin cứ yêu cầu bài thư ký bên ngoài. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Được rồi, cảm ơn anh. Không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi. Cô ngồi đi. Ôi trời ơi, cuối cùng mình cũng thở được rồi. Tại sao hoác cảnh một lại làm hành động đó ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy? Sao bị hiểu lầm mất? Mình thậm chí đã tin rằng anh ta thực sự đối tốt với mình như vậy thôi quên đi, cái gì đến thì sẽ đến. Chỗ này rộng thật đấy. Tầm nhìn đẹp, sống hợp với những gì mình đã nghĩ. Tại sao lại toàn sách tiếng Anh thế này? Mình tự nghe cảnh mọc có đi du học. Vậy là thật rồi. Thôi thì tìm lại quyển nào đó đọc xiết thời gian vậy. Theo em có thể ngủ gật chỉ vì đọc một quyển sách chứ. Đúng là. Hết cảnh một tỉnh hòa à? chú ơi sao mà ra ngoài với bộ dạng này đây mình để làm cái quái gì vậy hết giờ làm việc rồi. Anh còn biết là anh vừa đây trong giờ làm việc à? Đi nào. Chủ tịch Hoắc. Xin chào chủ tịch Hoắc. Chủ tịch Hoắc. Hoắc Cảnh Mộc, các nhân viên của anh đang nhìn anh kìa. Cảm tay lúc này không hợp lắm đâu. Em là vợ anh, sao anh không thể nắm tay em chứ? Thôi đi nào. Hôm nay anh sẽ làm món em thích. muốn ăn gì thì mua đi. Em sợ anh à? Không, sao có thể? sang một giữ ở chỗ ngoặt phía trước đi. Vâng, chủ tịch thoát. Liệu chúng ta sẽ đi bên nhau như thế này hết con đường chứ? Alo, ừ, được rồi. Có chuyện gì à? Để hôm khác anh bánh được không? Bây giờ đi với anh đến buổi tiệc khiêu vũ đã. Hôm nay á, nhưng em không có đồ mặt đi dự tiệc sen một, chúng tôi phải dự tiệc đi đây trang phục trước đi đẹp quá chủ tịch mắt này có hài lòng với kiểu tóc này không ạ à? thật là xứng đôi thật tốt khi đẹp trai mặc dù mình chọn một kiểu tóc xấu cho anh ấy anh ấy trông vẫn rất đẹp thử xong rồi đi thôi nào tại phòng tiệc đẹp trai quá, quá wow, đẹp trai quá. vậy anh kia em đã nói rồi mà kiểu tóc này hợp với anh lắm. được rồi kiểu thẩm mỹ của em rất tốt, được chưa? cảm ơn em đã cùng anh đến buổi tiệc hôm nay. đừng khách sáo, dù sao anh cũng đi với em đến tiệm bánh mà. em nghe kệ đáng yêu đấy. bây giờ còn biết mặc cả với anh cơ mà. đây thực chất là nơi để giao dịch kinh doanh đợi một lúc nữa chúng ta có thể lén ra ngoài. Tiếc cho bộ lễ phục này quá. Bộ lễ phục đắt như này ngày thường chỉ có cơ hội mặc nó lần đầu và cũng là lần cuối rồi. Nếu em thích thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến mấy buổi tiệc này. Em không thích mấy buổi tiệc kiểu này đâu, em chỉ cảm thấy thật lãng phí. Chủ tịch Hoắc thật vinh dự khi được đón tiếp ngày tại đây, mong ngày lượng thứ vì không thể ra đón tiếp chu đáo. Cuối cùng cậu cũng lộ diện rồi với những buổi tiệc này, cậu nên gửi thiệp mời sớm hơn không phải lúc nào tôi cũng có thể xem để đến mấy cái buổi tiệc tạm bỡ này được. Buổi tiệc này được tổ chức tạm thời, không phải là các công tử chính thức gia nhập vào tập đoàn gia đình, chỉ là tiểu tam, thì là tiểu tam lên chính thức. Hôm nay có vụ gì vậy, còn gọi điện cho tôi. Tiểu tam lên trước vì mang thai, hôm nay là buổi tiệc sinh nhật, đều là đối tác làm ăn, cậu chỉ cần xuất hiện cho mọi người biết là được rồi. Thôi được rồi, đến cũng đã đến rồi, anh sẽ tìm cơ hội để rời đi vẫn cần đưa ai đó đến hiểu bánh nữa. Ha ha ha, cô gái này là vợ tôi. Vô vô cùng xinh đẹp, đáng nữa thì trong hội trường tắt đi, anh chỉ có thể lẻn ra ngoài. Đi nào, sao anh ấy lại muốn giới thiệu mình với mọi người nhỉ? Hai người bí mật lẻn đi. Tài hiểu bánh. hoa wow, đẹp trai quá, anh ấy đẹp trai quá, tiếc quá hình như có bạn gái rồi người như hoác cảnh mộc nếu không phải là vì mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi tôi sẽ cảm thấy anh ấy là một người bạn trai hay là một người chồng tuyệt vời nhất trên thế giới này hai bạn muốn loại bánh nào hôm nay chúng tôi có loại đặc biệt cho các cặp đôi Hai bạn có muốn thử nó không? Được, lấy cho tôi đi. Đây là bánh của anh, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Đi nào. Hoác cảnh mộc, hôm nay anh... Làm sao? Anh hơi khác so với mọi ngày. Tô Vi, anh mong chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau chứ không phải chỉ là theo lời của ông. Hoác cảnh mộc, em... Lên xe đi, còn nhiều thời gian em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Chụp lén từ góc tường. khoác cảnh một và người yêu của anh ta. Sếp à, tôi vừa lấy, thấy tên đại gia mà lần trước anh nói đấy. Anh ta mua bánh rồi rời đi với người yêu. Đừng lo, đừng lo mà, tôi nhớ rồi, tôi có thể vẽ lại mặt của người phụ nữ đó cho anh. Ha 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 ha, dạ dạ, được rồi, được rồi, cảm ơn sếp. Buổi sáng, biệt thự nhà hóa Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hôm nay em phải đi học không? Không, hết cảnh mộc. Em muốn hỏi anh cái này. Nói đi. Em muốn thuê một cửa hàng mặt tiền để kinh doanh, vừa là văn phòng vừa là cửa hàng. Nhưng mà mộng mộng với em vẫn chưa tốt nghiệp, với lại cũng không quen với những việc như thế nên... Việc này cứ bảo đồ làm cho. Anh sẽ không ngăn cản việc em làm chứ. Anh không muốn can thiệp vào việc em muốn làm. Anh không phải bảo chúa đâu. Mấy ngày tới để đồ gần đi với em đi Về nhà sớm và nhớ cẩn thận đấy Anh vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết Anh đi trước đây Mình cứ nghĩ là anh ấy không cho mình làm chứ May quá Nhưng hình như hôm nay hóa cảnh mọc hòa nhẹ hơn hẳn Nếu mà cứ mãi như thế thì tốt Thỉnh thoảng cũng biết quan tâm người khác đấy chứ Khu phố mua sắm Tiểu Vi, chú cuộc cậu muốn cho tớ xem cái gì thế? Sao thần bí vậy? Đoán đi, khi nào mình bảo mới được bỏ bịt mắt xuống nhé. Mình sẽ đếm ngược. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mộng mộng, chào mừng cậu đến với cửa hàng đồ sơn mài hứa thị. Tiểu Vi, đây là... Tớ ra tìm rất lâu mới thấy cửa hàng này. Nó từng là cửa hàng bán đồ ngọc. Nhưng ông chủ đã chuyển nhà nên tớ đã mua lại nó. Tất cả mấy việc sửa chữa là ông chủ làm hết đấy. Trục, cục trụ này vừa mới sơn xong. Những đồ trang trí nội thất này cần phải tân trang lại. Chắc phải mất khoảng một tháng thì mới làm xong. Tiểu vi, cửa hàng này lớn quá. Nội thất được làm tinh tế thật. Chắc đắt lắm nhỉ? Chúng ta... Chúng ta chỉ mới bắt đầu kinh doanh. Đừng lo, hắc cảnh mộc đã lo hết rồi. Chúng ta cùng nhau làm để trả lại anh ấy nhé. Nhưng mà... Mộng mộng, nó là ước mơ của cậu và mình cũng thích sơn mài nữa chúng ta cùng nhau làm. Sau này trở thành người nổi tiếng thì đừng quên tớ nhé. Tiểu Vi, cậu tốt với tớ quá. Được rồi, được rồi, Mà sẽ cho cậu xem bản thiết kế. Nội thất, đừng đi vào trong, bụi lắm đấy. Tiểu Vi, nếu mà bạn trai tương lai của tớ mà có thể ủng hộ và bao dung tớ tấm như cậu thì tốt nhỉ? Vậy cậu có muốn cân nhắc tớ không? <laughs> cậu đã làm vợ người ta rồi, tại sao vẫn còn muốn tớ? Nam nữ được hợp khẩu vị cậu sao? đúng vậy đó không được sao ha 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 <laughs> ha quanh số 1 này không có sự bất thường tôi đã thấy ai đó đuổi theo mọc người đó nhìn quen quá hình như mình nhìn thấy anh ta lúc trước rồi thì phải tiểu vi cậu đang nhìn gì đó không có gì mộng mộng chúng ta cùng về nhà thôi ăn tối ở nhà tối đi tại nấu ăn của dì dung đỉnh lắm ấy có thiệt không ha ha mình đang nghĩ nên ăn món gì đây tay nghề đầu bếp nhà cậu đều ngang tầm đầu bếp khách sạn năm sao phải không à không phải nên là michelin ba sao mới đúng đừng phóng đại quá chỉ là đầu bếp gia đình thôi sao mình cứ cảm thấy sắp xảy ra việc gì đó nhỉ chẳng lẽ là ảo giác à anh đang làm cái quái gì vậy thả tôi ra anh có biết tôi là ai không hả cậu là ai không quan trọng nhưng cậu nên làm gì chúng tôi biết rất rõ đấy đưa vào thưa sếp chúng tôi bắt được tên bà phản bộ rồi yên tâm đi nhưng chứng vật chứng trong túi anh ta có một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê tuyệt đem hắn ta về đây thiếu phu nhân không nhìn thấy các người chứ đừng lo no, chúng tôi rất cẩn thận Tiếu xa kẻ phản bội đã bị bắt họ sẽ đưa hắn ta đến bây giờ ừ, sao lại hấp tấp như vậy còn dùng những thủ đoạn xấu xa bố lâm càng sống càng thụt lùi rồi chỗ tài liệu bên cậu đã thu xếp xong chưa đã xác xếp xong rồi ạ à? lát nữa tôi sẽ đưa cho ngài xem sổ thầu bây giờ để tôi xem bố làm còn chiêu gì nữa Rác rưỡi, tất cả lại rét rưỡi. Sao cậu làm việc kiểu gì thế hả? Đến một người phụ nữ còn tốn được. Đến, phụ... đến một người phụ nữ còn không tốn được, lại còn để mất người của chúng ta. Mọi người ngày ngày luyện tập cơ bắp có phải cũng cần rèn luyện não thành cơ bắp nữa không luôn? Trước đây tôi đã nói gì? Bí mật hành động không được rút dây động rừng. Bây giờ nhị hoàng mất tích rồi. Lẽ nào muốn tôi đi tin hắn là hắn đã đi đến đường Neo nè, à? hả? Sếp à, chúng tôi chúng tôi cũng không ngờ được lại có nhiều người bảo vệ bên cạnh cô ta. Ngu xuẩn, sao không dùng cái não của cậu đi hả? Nhiều người bên cạnh cô ta nghĩ là thân phận của cô ta không bình thường. Các cậu không tự bàn mặt với nhau được à? Tất cả cút ra ngoài đi. Anh yêu à, sao phải có chịu thế? Họ căn bản là không có não mà. Đừng lo quá, đừng lo, đừng quá lo lắng như vậy. Hơn nữa họ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nhị hoài là người của chúng ta cả cùng lắm thì là nhị hoàng tàn trữ thuốc cấm nhưng cũng không bắt cóc mà anh không phải là lo nhị hoàng sẽ làm gì đó anh chỉ lo là hoắc cảnh mộc sẽ biết được kế hoạch khác của anh chẳng dễ gì rút đón được bọn nhân viên nội bộ của hạng một lần này bộ nhỏ hắn khai ra hoắc cảnh mộc sẽ càng cẩn thận trọng hơn nhị hoàng thì có thể biết cái gì hắn ta chỉ là loại rác rưởi chuyên ăn cắp vặt ai mà tin mấy lời hắn ta nói bên cạnh đó em đang muốn nói gì đây bên cạnh đó anh vẫn còn có em mà mối nguy hiểm từ người phụ nữ thấp hơn đàn ông rất nhiều nếu thực sự hóa cảnh mọc sắp sắc phát hiện ra cái gì đó chúng ta sẽ tìm người yêu hắn và ép hắn sao ra tất cả he <laughs> he hay đấy em yêu anh sẽ để em xả quý vụ này he <laughs> he yên tâm em cũng muốn xem xem người phụ nữ được ông trùm kinh doanh ra sức bảo vệ như vậy là ai cô ta trông như nào nhỉ với một kẻ ích kỷ như bố lâm ta nên sớm chuẩn bị thì hơn. Hết xịt. Sao vậy? Cảm hả? À? Đọc nhiều như vậy mà vẫn còn rất nhiều chỗ không hiểu. Hơn nữa, mấy người mà mình nhìn thấy buổi chiều hôm nay là người của Hoác Cảnh Mộc à? Họ đang làm gì vậy nhỉ? Định hãm hại mình sao? Tô Vi, Tô Vi. Bây giờ mày lại bị lôi kéo vào món nợ ân oán của đám nhà sao? Ngạc nhiên không? vào buổi sáng. Mấy ngày nay hoa trong vườn đã nở hết rồi, tiện thể ngắt vào đây cho sinh động. Thưa sếp, hành lý đã chuẩn bị xong rồi. Anh định ra ngoài à? Ừ, anh có hợp đồng Mỹ cần phải đàm phán. Ồ, cẩn thận nhé. Tô Vi, thứ tư tuần tới, đi với anh đến một buổi tiệc rượu nhé. Tiệc rượu vào thứ tư tuần tới? Ừ, tiệc do một người tiền bố tổ chức ấy mà. Mẹ em từng là học sinh của ông ấy đấy. Thật sao? Được rồi, chắc chắn em sẽ đi. Cảm ơn anh. Bây giờ em lên tầng đây. Mấy nghệ tới nhớ phải giữ an toàn đấy. Nếu ra ngoài thì để Logan đi cùng. Ừ, cảm ơn anh. Trốn ở giữa cầu thang. Thô Vi, mày đang nghĩ gì vậy? Rõ này trong lòng biết rõ nhưng vẫn không thể ngừng rung động với hoác cảnh mộc. Cứ tiếp tục thì sẽ gặp rắc rối mất. khá đẹp đấy. Sếp, sang mọc tới rồi ạ. À? Hết tổng, tôi đã bổ sung thêm vào sổ thầu theo hướng dẫn của ngài rồi. Ngài xem qua một chút. Hết tổng, có việc gì? Nói đi. Tôi nghe nói là sếp lưu của tổ kế hoạch muốn từ chức. Hôm qua tôi thấy anh ta gặp gỡ mấy người ở phòng vụ sau khi tan làm. Ok, tôi biết rồi. Anh cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Nếu có bất kỳ ai tiếp cận cậu để hỏi thăm về khu đất số 1 thì hãy nói với họ rằng đang trong thời gian bảo mật được bố làm thế nào rồi tôi đã ghi âm lại mấy lời gã đó nói chúng ta có thể dùng nó để tố cáo bố làm bất cứ lúc nào không vội vốn là một cái bẫy ác sẽ phải bắt được con mồi lớn nhất mới có thể hành động cậu phải hết sức chú ý động tĩnh của bên này bố làm là kẻ rất đa nghi dù anh ta đã có được sổ thầu không chừng vẫn muốn có thêm tin tức nội bộ từ nhiều nguồn khác được rồi Chúng ta có thể bố trí một cái giường hay là một cái giá đỡ. Tô Vi, sao thế? Hình như hôm nay cậu không khỏe à? À, sao? Tớ thấy ý tưởng thiết kế không tệ. Tớ không nói về chuyện thiết kế. Nè, cậu có chuyện gì thế? Cứ như người mất hồn ý. À, tớ ổn mà. Có lẽ là mấy hôm nay tớ hơi bận. Mấy hôm tới cần nộp luận văn mà nói thật với tớ đi cậu có chuyện gì với hoác cảnh mộc phải không không đâu cậu nghĩ nhiều rồi đấy tớ không tin mấy hôm nay anh ta không đến đón cậu và cậu cũng trở nên kỳ lạ mặc dù cậu quán xa rất đẹp trai nhưng nhân vật chính không đến tô vi của chúng ta chắc chắn là cô đơn đây cậu đang nói gì thế hoác cảnh mộc đi nước ngoài rồi anh ấy có nhiều chuyện phải giải quyết lắm cuộc sống bình thường của chúng ta sao so sánh được với cuộc sống của một chủ tịch được nè tô vi Cậu vẫn dám nói rằng cậu không có tình cảm gì với anh chàng chủ tịch đó sao? Nhìn đi, tâm trạng cậu như thế không gặp lại anh ta trong vài thập kỷ trong khi chỉ đi vài ngày. Tô Phi cậu được làm, tự làm khổ mình như vậy mà hai người là vợ chồng luật pháp cũng công nhận điều đó. Bọn tớ không có tình cảm với nhau, hốt cảnh một kết hôn về ông của anh ấy, cậu tớ vì mẹ tớ. Tóm lại, bọn tớ là không thể nào. Còn nữa, người đàn ông đó vẫn luôn bắt nạt mình. Nhưng tôi thấy anh ta đối xử với cậu rất tốt nha Nhìn lúc cậu muốn mở một cửa tiệm đi Anh ta không dự mà còn tìm cho cậu một mặt bằng Anh ta luôn đưa đón cậu lúc ở trường Những cử chỉ yêu thương chẳng lẽ cậu không cảm nhận được chút nào sao Đó là bởi vì cậu không biết trước đây anh ấy đã làm gì Anh ấy đã cùng người phụ nữ khác làm những chuyện đó trước mặt tớ vào ngày vẫn tớ kết hôn Sao anh ta có thể làm vậy chứ Người phụ nữ đó Xin chào, một ly Americano, cảm ơn. Là cô ấy. Tô Vi, gì thế? Cậu đang nhìn gì thế? Người phụ nữ gần cửa sổ là người tình của Hoác Cảnh Mộc. Cái gì? Rịt, đừng có nói lớn. Bỏ đây ra, người tình của Hoắc Cảnh Mộc, anh ta có người tình sao? Ừ, một chủ tịch như anh ấy đương nhiên có người tình rồi, dù anh ấy không có bạn gái thì người phụ nữ đó. Tôi đã thấy cô ấy trong ngày cưới, giờ cậu hiểu hoàn cảnh của tôi thế nào rồi chứ? Hoắc Cảnh Mộc là đồ khốn, hắn ta dám có nhịp tình nhân, sao có thể làm thế với cậu? Mộng mộng, cậu nói lớn quá đấy. Vì sao không thể nói lớn? Họ không muốn mọi người biết về những chuyện mà họ đã làm sao? Xin chào, cho hỏi hình như chúng ta biết nhau. Xin chào, tôi cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải. Không, cô nhận nhầm người rồi. Tôi nhớ rồi, cô là người mà hoắc cảnh mộc kết hôn. Không, cô nhầm người rồi. Mộng mộng, chúng ta đi thôi. Đợi đã, đừng đi. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi. Chủ tịch Hoác và tôi trong sáng, chúng tôi không làm gì cả. cô nói gì cơ tôi nói cô hiểu làm rồi chủ tịch hoắc và tôi không có quan hệ gì cả tôi thấy cô rất que khi tôi bước vào tôi đã tự hỏi liệu chúng ta đã gặp nhau trước đây không ngờ lại trùng hợp như vậy cô là ai tôi là người mẫu cho tạp chí luna tôi, sẽ... tôi tên là selena thưa cô tôi chỉ được trả tiền để làm mọi việc vì vậy đừng đổ lỗi cho tôi về việc ly hôn của cô với chủ tịch hoắc ly hôn chuyện gì đang xảy ra vậy chủ tịch hoắc và tôi quen biết nhau trong một bữa tiệc anh ấy hỏi tôi vào ngày hôm đó rằng liệu tôi có muốn làm một thỏa thuận không anh ấy nói rằng anh ấy không thích người bạn đời mà gia đình đã sắp xếp cho anh ấy nhưng giấy chứng nhận đã được ký cách duy nhất để cho bên kia đề nghị ly hôn do đó tôi đã giúp chủ tịch hoắc dựng lên một vở kịch vở kịch vở kịch điều gì đang thực sự xảy ra đúng vậy chủ tịch hoắc luôn rất xử mình các cô gái chúng tôi đã để mắt đến anh ấy nhưng không ai có thể chiếm được trái tim của anh ấy vậy nên thật là lãng phí không phải sao vậy khi cả hai người xuất hiện trước ngày cưới của tôi và và làm những chuyện đó trong phòng ngủ bên cạnh tôi nó là nó chỉ là diễn đúng vậy tại sao anh lại làm như vậy tô vi đừng như vậy tôi biết rằng sẽ chẳng có tình yêu giữa chúng tớ tôi đã dự đoán rất nhiều thứ. Nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy trong ngày cưới, bằng cách đưa ra một vở diễn, là để khiến tôi xấu hổ hay địch, khiến tôi tự rút lui? Nếu anh ấy đã tính toán ngay từ đầu, tại sao, tại sao, bây giờ lại đối tốt với tớ? tôi Tô vì... Vi... Cảm ơn vì đã nói với tôi những điều này. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Quên nó đi. Đi thôi. Hai vị đi thông thả. Bảo trọng. Ai à dạ cô ấy đã bắt câu. Thật dễ thương. Selena. Chị vẫn là nhất. Chị vẫn xử được các phương pháp nào của chị như ngày xưa. Cảm ơn. USB ở đâu? Cho cho tôi bản gốc. Đừng lo tất cả đều ở đây. Nhưng chị Nana chị như thế này cũng không được. Chị phải tìm một người đáng tin cậy để dựa vào khi chị còn trẻ. Tôi không có lòng can đảm như cô, đôi tay của tôi đã nhớ máu và tôi sẽ không thể rửa sạch nó trong cuộc đời này. Penny, để tôi đưa cho cô một ít lời khuyên, làm ít những công việc bẩn thiểu lại, thần thánh đang dõi theo cô. <laughs> Chúng ta sẽ thấy ai là ngực, cười cuối cùng, hoặc cảnh mộc tôi sẽ khiến anh thành của tôi. bên ngoài biệt thự hoắt xa. Tiểu Vi cậu không sao chứ? Mình ổn mà. Tiểu Vi, dù có chuyện gì cũng đừng xử trong lòng, hãy tâm sự với mình. Mình không có. Mộng mộng, mọi chuyện trở nên như thế này là do ngay từ đầu mình đã sai lầm. Mình cũng có lỗi, vì mẹ mình mà mình đã gả cho một người không quen biết. Một ngày nào đó mình cũng sẽ rời khỏi nơi này, nên mọi chuyện sẽ không làm ảnh hưởng đến mình đâu. Cậu đừng lo. Ai da, thiếu phu nhân đã về, cô mau vào nhà đi, đứng ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh đấy. Vâng, đa tại dì Dung. Tại sao mình cảm thấy hôm nay tâm trạng của thiếu phu nhân không tốt lắm nhỉ? Cậu nghĩ rằng mình sẽ bán thân để làm tan sự cho mẹ sao? Bây giờ là năm 2019 rồi đấy. Tiểu Vi, là mình sợ hết hồn, mình còn tử cậu sẽ. Đừng lo, mình biết sẽ phải gì. Sự xuất hiện của người phụ nữ đó cũng rất kỳ lạ, không phải sao? Lại xuất hiện đúng lúc hóa cảnh mọc ra nước ngoài. Ha, Ai biết được cô ta có âm mưu gì? Đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi. Logan, tôi cảm thấy thiếu phu nhân có gì đó kỳ lạ, vẻ mặt lúc nãy như muốn khóc vậy. Tôi hiểu rồi, dì dung xuống bếp lo bữa tối đi, để tôi đi xem thiếu phu nhân. Nếu là bình thường, thiếu phu nhân sẽ nói chuyện với hứa tiểu thư trong phòng khách, đúng là không bình thường. Alo, hôm nay thiếu phu nhân đã đi những đâu và đã gặp những ai? Tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi người phụ nữ tên Selena kia không thể tự dưng tiếp cận Tô Vi được, chắc chắn là có mục đích. Tiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. À? Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Tiểu Vi, thế này có tốt không? Không sao, mình xuống ngay đây. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa mà, mình cũng vốn đâu phải người tốt lành gì. Ông cũng hắc cảnh mộc tới tìm mình, kỳ lạ thật đấy. Mình là người quan trọng vậy sao? Tại sao hắc cảnh mộc lại muốn mình làm vợ của anh ta? mẹ mình đã mất rồi, mình không thể biết được những năm đó đã xảy ra chuyện gì. Mình chỉ đành sử dụng một vài thủ đoạn thôi. Wow, trông thật hấp dẫn. Hoắc cảnh một thiếu xa cuối cùng cũng về đến nhà rồi cuối cùng cũng về đến nhà nơi có thiếu phu nhân rồi nhiều lời nhưng thiếu xa à mấy hôm nay thiếu phu nhân hình như không được vui có chuyện gì sao tôi đã dùng đủ mọi cách rồi nhưng thiếu phu nhân vẫn không chịu nói cho tôi biết tại sao cậu không tự mình đi hỏi cô ấy xem anh về rồi đây. Về rồi à? Sao mình có cảm giác y như rằng mình đã ngoại tình ấy nhỉ? Đúng lúc tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Những lời Selena đã nói có phải là sự thật không? Mặc dù mình đã nghĩ đến một triệu cách hỏi một cách sáng tiếp, nhưng khi nói ra những lời ấy, mình vẫn nói ra một cách trực tiếp. Mình rất muốn biết câu trả lời. Hoắc cảnh một đó là sự thật đúng vậy lúc đầu thật sự là anh muốn bắt nạt em sỉ nhục em vì anh sợ cuộc hôn nhân sắp đặt của ông sẽ hạn chế tự do của anh hiểu hại có cuộc đời anh vì vậy anh đã ghét em nhưng sau này anh đã yêu em mặc dù anh không biết em tốt ở điểm nào nhưng rồi anh chợt nhận ra em đã ở trong tim anh rồi em ở trong tim anh không bao giờ rời đi đó là khi mà anh biết rằng Em không phải là người muốn giữ anh lại, mà anh mới là người muốn giữ em ở lại. Những điều trong quá khứ, những gì đã là không thể thay đổi, anh sẽ không che đậy nó. Nhưng Tô Vi, liệu anh có thể cầu xin sự tha thứ của em, bởi vì em là tất cả trong trái tim anh? Nếu em rời đi, thì trái tim trống rỗng này của anh còn tác dụng gì? Anh, anh đừng tưởng sử dụng mấy lời được mật đó là em sẽ tin anh. Được rồi, nếu em không tin thì... Vợ của anh, Đạp ơn hãy tha thứ cho anh. Này, anh đừng làm vậy. Kế hoạch thành công. Ủa, tại sao mình lại quỳ xuống với hắn luôn vậy? Chẳng lẽ đây là phản xạ tự nhiên sao? Thiếu phu nhân hình phạt này có phải có chút hơi quá không? Thiếu sẽ chúng ta từ nhỏ đã được nuông chiều rồi. Không đến được cậu cậu xin cho tôi. Cô ấy phạt tôi là đúng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cô ấy phạt tôi thì sao chứ? Anh ấy chỉ đùa chút thôi mà. Tình yêu thật sự có thể làm cho con người ta trở nên ngu muội Thiếu xa cũng không là ngoại lệ. á. Mặc dù em đồng ý ra trước cho anh, nhưng anh vẫn cần phải bị trừng phạt vì những gì anh đã làm. Hơn nữa anh còn dám nói. Anh không biết em có điểm tốt gì hết. Anh nghĩ mấy lời đó ngọt Đó có thể lựa được em sao Dù thế nào đi nữa Hình phạt nhỏ này như một lời cảnh báo Cảm giác người bình thường được nóng quyền thật tuyệt Vậy nên Anh còn dám đi chọc ghẹo ông bướm bên ngoài Thay vì Ronnie Anh sẽ là người bị thiến đấy Nè Tại sao mày đứng về phía anh ấy Không được Em đi ngủ đây Thiếu ra Anh không nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó của anh đang phát triển đi thôi số tiền này đủ cho cuộc sống còn lại của cô cô phải rời khỏi thành phố này và không bao giờ được quay lại đúng là vẫn không thể qua được mắt của anh nhưng tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ tới sớm như vậy tôi sẽ không tha thứ cho ai động đến gia đình của tôi anh thực sự nghiêm túc với người phụ nữ đó anh thực sự coi cô ta là gia đình của anh cô nói đối xử với cô ấy như gia đình của tôi là ý gì thiếu ra con người kỳ lạ đó của cậu lại trổ vậy rồi Cô ấy là chủ nhân của tôi à. Xin lỗi vì đã làm phiền. À phải rồi. Người đã yêu cầu tôi làm việc này là Penny. Cô ta đã lợi dụng điểm yếu của tôi để đe dọa tôi. Tôi ghét bất cứ kẻ nào đe dọa tôi. Vì vậy nếu anh muốn hành động, hãy trả thù giúp tôi. Tôi đồng ý, nhưng nếu tôi còn nhìn thấy cô một lần nữa ở đất nước này. Bình tĩnh đi, chỉ là một thế giới lụi tàn mà thôi. Tôi đã nghĩ đến việc rời đi từ lâu rồi. Logan, điều tra ai là Penny. Thôi nào, cậu đã quên cô ấy là ai rồi sao? Chỉ là một người nhỏ bé, sao phải nhớ? Nhưng mà tôi đã có quyết định rồi. Cái gì? Selena vừa ra nút ngoài? Không thể nào, không thể nào. Có vẻ như cô đã thua rồi, bé cưng. Xem ra nước cờ dùng phụ nữ đó phó phụ nữ này của em không có tác dụng rồi. Đây chỉ, chỉ là tai nạn thôi, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Penny, em thông minh nhưng không đủ. Em tưởng rằng trên thế giới này giữa nam và nữ chỉ tồn tại thứ tình cảm như chúng ta đang có. Nhưng em không biết rằng có những người vẫn còn thứ tình cảm mà không gì có thể xen vào được. Mối quan hệ của chúng ta không vững chắc bằng họ, phải không? Ý anh là sao? Em không hiểu. Vào đi. Phối tổng. Anh đang làm gì vậy? Benny, em đã theo tôi cũng một thời gian dài rồi. Mặc dù chúng ta không có tình cảm nhưng lại hiểu nhau rất rõ. Em cảm thấy tôi không phải là một kim chủ đáng tin cậy nên muốn đi tìm một người mới tốt hơn. Không thành vấn đề, tôi sẽ tạo cơ hội cho em. Các, các người làm gì vậy? Thả tôi ra! tôi nghe nói gần đây có vài quán bar đang hoạt động tốt chúng ta có vài khách quen là chủ tịch công ty lớn sao cô không thử đến đó tìm cho mình một kim chủ mới nhỉ không không em không muốn đâu cậu xin anh đừng đuổi em đi hãy cho em một cơ hội nữa cậu xin anh bối tổng anh thật là tàn nhẫn nha sao anh cũng làm vậy với người ta sao đương nhiên là không rồi bảo bố bé bỏng em trẻ và xinh đẹp hơn cô ta nhiều và quan trọng hơn hết là em rất biết nghe lời khoác cảnh một hãy đợi đấy ừ hoắc cảnh một nhẹ nhẹ thôi đủ rồi đủ rồi chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi thiếu xa đã trưởng thành rồi em đã bảo anh phải nhẹ hơn rồi mà anh không nghe thấy sao nhưng vừa nãy em bảo anh phải mạnh hơn mà ồ mệt thật sao anh không bảo em thiết kế này thắc à, yêu. Biết trước thì đã không chọn rồi. Làm sao anh biết được đồ của phụ nữ cơ chứ? Nó ổn không? Nếu không thì ta chọn cái khác. Không cần, em mua cái này rồi. Không mặc thì thật lãng phí. Biết tiết kiệm, không tệ. Em càng ngày càng sống người phụ nữ của gia đình. Nhưng em vẫn còn muốn ăn vài món tráng miệng ở buổi tiệc cơ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin mời lên xe. Hai người này hình như có gì đó sai sai. Nhưng mà kệ thôi, hôm nay là ngày vui mà, ha ha. Giáo viên của mẹ trông như thế nào nhỉ? Thuộc thuộc bà, dạo này cháu cứ chạy khắp nơi rất ít khi đến thăm ông. Ông thậm chí còn không biết cháu làm gì luôn đấy. Ông mà, ông cũng đã lớn tuổi rồi, đừng có lo lắng cho cháu nữa. Ông Phụng, đã lâu không gặp, Vị này là ai? Đừng nói với ta đây là... Chào ông, mẹ cháu từng là học sinh của ông mà. Đúng vậy, đúng vậy, cháu thật sự rất sống mẹ cháu. Nhớ năm đó, khi ta quen mẹ cháu, bà ấy cũng tầm tuổi của cháu. Ông Phùng, mẹ của cháu, bà ấy... Mẹ của cháu từng là học sinh xuất sắc nhất của ta. Ta đã buồn một thời gian dài sau cái chết của mẹ cháu. Nhưng bây giờ con gái của bà ấy đang sống rất tốt. Ta cũng cảm thấy an ủi phần nào. Ông Phụng, đừng lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Vi Vi. Ông ạ à, cách quý đến sao không giới thiệu cho cháu? À, chỉ lo nói chuyện, đến đây để ta giới thiệu. Đây là cháu gái của ta, Thục Thục. Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Thục Thục. Xin chào, xin chào tôi là Tô Vi. Ông ơi, ông cuối cùng cũng gặp được Tô Tiểu Thư, ông chắc có nhiều chuyện để nói lắm phải không? Sao ông không dẫn cô ấy đi xem thư phòng của ông nhỉ? Ai da, không nhắc thì ta quên mất. Vi Vi, ta sẽ dẫn cháu đi xem một vài tác phẩm mẹ con để lại. Chờ đã, hoác tiên sinh. Có chuyện gì sao, phụng tiểu thư? À cô có gì, chỉ là tôi nghe nói hoác tiên sinh rất am hiểu về trường phái nghệ thuật siêu thực. Ở đây có vài tác phẩm, hy vọng có thể trao đổi cùng anh. Phụng tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi, cô là cháu gái của ông Phụng. Tất nhiên cô biết nhiều hơn tôi, tôi không muốn làm xấu mặt mình đâu. Thật xin lỗi đã quấy đầy hoác tiên sinh, nhưng thật ra tôi và mẹ của tôi tiểu thư cũng là chỗ quen biết và tôi muốn tặng cho cô ấy một bức, nhưng không biết sở thích của cô ấy thế nào. Vợ tôi không hứng thú với tranh siêu thực, cô ấy thích những bức tranh màu sắc hơn. Vậy à, nhưng bức tranh này tuy không gọi là tuyệt phẩm, nhưng cũng được xem là xuất sắc. Đúng vậy, mày hơi hướng của Salvador Dali. Hóa ra là hát tiên sinh cũng thích họa sĩ Dali. Ông ấy là người đại diện của chủ nghĩa siêu hiện thực, chứ không hẳn là thích hay không. Ủa, hát cảnh mọc đâu rồi? cô gái hậu đậu này có chuyện gì vậy không biết chồng đâu rồi chứ gì ông phù mà ông đừng nói đùa với cháu nữa ha 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 ta thấy mấy đứa trẻ như các cháu tình cảm thật là tốt ngay cả người già như ta cũng muốn nói đùa vài câu moi đi tìm nó đi ta đợi cháu ở đây vâng cháu sẽ quay lại ngay đúng là một cô gái ngoan sáng như ta có đứa cháu gái như vậy Hoác tiên sinh có một sở thích thật là tao nhã. Tôi rất muốn trò chuyện với ngài nếu có cơ hội. Trai tài gái sắc, khung cảnh này thật sự rất đẹp. Mình không hề biết hoác cảnh mộc còn có mặt tinh thâm uyên bác như vậy. Còn mình, dù có khoác lên những bộ váy đắt tiền, thì vẫn không thể nào là công chúa được. Vi Vi Tô Tiểu Thư, xin lỗi nha, chỉ là mấy bức tranh ở đây thật sự rất đẹp. Hoác tiên sinh chỉ là không nhịn được thảo luận với tôi vài câu. Mong cô đừng để ý nha, nhưng người anh ấy yêu bây giờ là mình cho dù đến cuối cùng anh ấy không thuộc về mình thì mình cũng không thể đoán để lại phụ nữ xấu xa này lợi được vi <laughs> vi à? em có sao không chân em bị trẹo rồi ngoan ngồi xuống để anh xem không em muốn lên tầng hai cơ nếu anh để em ngồi ở đây thì sẽ làm phiền đến các tiểu thư tranh cao kia trưởng thức tranh vậy thì em sẽ giận đó được ông xã của em sẽ bế em lên tầng hai em đừng giận hóa tiên sinh thật cưng chịu vợ ganh tị với cô ấy quá đi thật sinh động nó chỉ là những quả vải nhưng mỗi quả việc đều trong chính mộng sinh động như thật vậy thật sự là một họa sĩ tài năng đáng tiếc đây là tác phẩm khi 10 tuổi của mẹ cháu khi đó ta đã nhìn thấy thì biết đây là một đứa trẻ tài năng ông phùng vậy cháu học vẽ được không vi vi cháu biết có lẽ cháu không có thiên phú giống như mẹ và tuổi cũng đã lớn nên có lẽ sẽ rất khó học nhưng cháu là con gái của bà cháu cũng muốn trở thành một người ưu tú như mẹ được cháu có tấm lòng như vậy ta nghĩ mẹ cháu trên trời cũng thấy an ủi ta sẽ nhận cháu là học trò của ta vâng ai da nhẹ nhẹ thôi đau đâu 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 như vậy mà sáng nay em còn nhấn tâm ra tay với chính mình đồ lừa đảo Hử? Này, anh lấy khăn tắm rồi ra ngoài đi chứ. Hừ, chỉ là ngoại hình đẹp thôi mà, khoe khoang gì chứ. Tô Vi, tỉnh táo lại đi. À, anh anh làm gì vậy? Anh làm gì hả? Em còn chưa khai ra sao anh có thể đi được chứ? Em không có quyền ép. Anh không có quyền ép em khai cái gì hết. Em chẳng làm gì sai cả. Thế hả? À, thế nó anh nghe xem. Sao em lại bị trẹo chân? Phải, Em cố ý đấy, thì sao? Em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đã là người có vợ rồi thì không được phép thả tính người khác, đấy là phản bội đấy. Anh chỉ tán gẫu với cô ta một chút, sao có thể là phản bội được, em kết luận vội vàng quá. Em không quan tâm, em chỉ biết cô ta có ý với anh, bản năng của một người phụ nữ như em sẽ không sai. Kể cả cô ta có ý như vậy thì sao em phải sốt được? Em đã từng nói với anh rằng chúng ta là kết hôn giả và muốn anh tránh xa em cơ đa. Em đã từng nói với anh rằng chúng ta là kết hôn xã và muốn anh tránh xa em ra cơ mà. Bây giờ sao giống như lúc đó chứ? Sao lại không giống? Lúc đó em còn chưa yêu anh. Đợi đã, anh, anh làm cái gì vậy? Chúng ta kết hôn rồi. Lại yêu nhau như vậy em nghĩ anh đang làm gì chứ? Nhưng, nhưng em đang bị thương ở chân mà. sau đó chúng ta sẽ thấy bộ phận bên dưới linh hoạt như thế nào chết tiệt anh ta dám chuyển chú đây. này khoác cảnh mộc nhẹ thôi chỉ sao có một ngày mà thiếu gia thật là mạnh mẽ ha thiếu gia là tuyệt nhất sang một hôm nay thiếu phu nhân nghỉ ngơi ở nhà không được để ai làm phiền cô ấy vâng thưa thiếu xa thiếu phu nhân hôm nay đã hết sưng rồi tốt lên rất nhiều ha <laughs> chân tốt lên nhưng không của tôi hả không thôi thiếu xa lối này à. chủ tịch trông khá vui vẻ hôm nay đấy hình như anh ấy đang cười kìa đẹp trai quá sáng như anh ấy cười với mình nhỉ trời ơi văn phòng chủ tịch. Sau này chỉ cần xem qua những tài liệu khẩn cấp, tôi cần thời gian rảnh vào buổi tối. Vâng, tôi sẽ không làm phiền buổi tối của ngài và thiếu phu nhân. Ước. Ai đã vào đây? Là tôi. hắc tiên sinh, tôi là trợ lý mới của ngài, phùng thuộc thuộc, rất vui được gặp ngài. Ai đó? Màu kéo rèm cửa lại. Anh là ai? Ai sai anh tới đây? Lạc ra. Chị Lạc. Họ sao ủ rũ thế này? Bố Lâm, cậu biết tại sao tôi gọi gọi cho cậu không? Chủ tịch bố, đừng căng thẳng, tôi còn chưa nói là cậu đã phạm lỗi gì nữa mà. Lạc đông tuyết đầu tiên là cậu đế thua đất, đầu tiên là cậu đế thua mất mảnh đất trong tay chúng ta cho Hắc Cảnh Mộc, sau đó là hại vợ hắn công thành, cuối cùng còn hy sinh mất mấy trợ thủ đắc lực. đợi đã để tôi giải thích. được thôi, vậy cậu giải thích xem tại sao Hắc Cảnh Mộc lại biết được vụ giao dịch ngầm của công ty chúng ta và uy hiếp ta phải công khai việc này. Ừ, tôi theo lý mà nói thì tôi sẽ không cần thứ vô dụng như cậu, nhưng nếu nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta thì độ vô dụng cũng có giá trị của nó dạ dạ tôi đang nghe được tôi hiểu rồi xin hãy cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chị chúng ta có cần phải giữ lại hắn không lạc hà vũ lui xuống đi dạ em trai chị nói với em rồi đồ, đồ vô dụng của quá giá trị của nó hừ chị của em thật có sức kiên nhẫn nhưng em thì ngược lại không thể hiểu nổi rốt cuộc hát cảnh mộc làm sao nữa em cảm thấy dạo này hắn ta trở nên mềm động Lúc trước hắn không phải như vậy Con người rồi cũng sẽ thay đổi Tôi nói cho cậu biết Đám người này không thể sửa lại ai được Nếu không chấp nhận được Thì một chút sai sót Thì tôi chỉ sợ không thể lưu lại một ai được Cậu biết đạo lý nước trong thì không có cá Nhưng lại không hiểu việc sẽ cũng phải chi cấp bậc Người cấp thấp Phạm phải sai lầm quan trọng thì không thể tha thứ Thật không biết em và thiếu gia hoắc xa có quan hệ gì nữa Không phải là quan hệ mà chị đang nghĩ đâu Hoắc cảnh một từng là một ngọn đèn soi sáng tương lai của em bây giờ đã đến lúc để em đặt vỡ ngọn đèn đấy rồi em trai lâu rồi mới thấy em có sức sống như vậy nhưng câu hỏi này chị sẽ thôn tính sản nghiệp hoắc xa luôn hai chị em song sinh nhà họ lạc người chị là lạc đông tuyết tính tình cổ quái khó lường thường hay mặc đồ lolita em trai là lạc hạ vũ không thích lộ diện tính cách nham hiểm độc ác cả hai người dựa vào thủ đoạn tàn độc và của cải của bố mẹ thu mua ác ý nên nhanh chóng trở thành kỳ tài thương nghiệp đối với họ thì thương trường là chiến trường cách duy nhất là tiêu diệt tất cả những người uy hiếp và cản đường họ một chút nữa là xong đúng lúc chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng cho anh ấy mẹ cuộc sống của chúng con đang ngày càng tốt lên rồi Đây là văn bản gấp tôi đã soạn, xin hãy kiểm tra. Cô Phùng, đây là công việc của tôi, cô không cần bận tâm. Thật sao, tôi xin lỗi, hơn nữa mới chỉ tới. Tôi... Thật sao, tôi xin lỗi, hơn nữa tôi chỉ mới vừa bắt đầu làm việc nghệ ngày... và ngày hôm nay tôi vẫn cần tiền bói Logan chỉ dẫn cho tôi. Cô Phùng đây đến từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật và rất tài giỏi. Cô vào đây làm trợ lý cho tôi thật lãng phí. Tại sao lại không tìm một cơ hội tốt hơn? Ngài Hoác đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi cũng phải trải qua ba vòng phỏng vấn mới được nhận vào công ty. Tôi rất quý trọng công việc này. Mong anh không tự nhiên mà đuổi tôi. Nếu không có gì nữa, tôi sẽ đi làm công việc của mình. Cậu nghĩ sao? Trang điểm xinh đẹp ăn mặc châu chuốt. Có chuẩn bị mới đến đây. Xem ra không dễ đối phó thiếu gia tại sao chúng ta không làm dụng không đúng ý tôi là đường được chính chính đuổi với cô ta thật thú vị thiếu gia để tôi nhắc lại cho cậu cậu là người đã có vợ luật pháp và đạo đức không cho phép cậu có ý với người phụ nữ khác đâu cậu nghĩ quá nhiều rồi ý của tôi là những ngày tới đây sẽ thật thú vị có một trợ lý nữ mới đến công ty anh, rất gợi cảm. Liệu phu nhân có tới kiểm tra cô ấy không? Được lắm hoắc cảnh mộc, tên sở canh ăn cháo đá bát, sao anh dám thách thức em? Bổn phu nhân chấp nhận thách thức. Tiếu phu nhân cẩn thận. Ai da? Được, ngài chủ tịch hãy chuẩn bị tinh thần chào đón em. Triêu chọc phu nhất thời, làm lành dùng cả đời đấy. Ở thành phố A, dù là giới bất động sản hay giới thương mại, thì Hoác Gia vẫn luôn đứng đầu, bởi vì tính nhẫn nại thái độ làm việc và kinh doanh của ông Hoác. Nên doanh nghiệp Hoác Gia trong mấy năm nay vẫn luôn phát triển không ngừng. Nhưng có một kẻ địch mà ông Hoác không thể chiến thắng, đó là sức khỏe ngày một yếu đi tuy doanh nghiệp phát ra đứng ở đứng vững ở vị trí thứ nhất nhưng nếu doanh nghiệp thứ hai thứ ba và thứ tư hợp tác với nhau thì vấn đề sẽ xuất hiện ông gọi điện thoại bảo mình qua đó chẳng lẽ mình biết rồi mục đích của bọn họ là hoắt ra chính là mình anh dậy rồi sao chào buổi sáng thiếu phu nhân xin lỗi nhìn nhầm người rồi có muốn nếm thử bữa sáng tôi tự, tự làm không không cần đâu, tôi tới đón hóa tổng đến công ty. không phải chứ, cảnh mộc nói là sẽ ở nhà với tôi cả ngày hôm nay mà. thật sự xin lỗi. ông bảo anh qua đó hình như là có chuyện gấp. nhưng đây là bữa sáng trông ngon miệng quá. đúng rồi, anh có thể ăn trên đường. trợ lý giang, vì anh mang bữa sáng của vợ tôi đặc biệt chuẩn bị cho tôi lên xe à em cũng có ý này ý em là ngoa wow. thật ra nhà trường cho nghỉ. em muốn thảo luận với anh là nên đi đâu chơi mười tháng cảnh nhất định phải đến trong cuộc đời cùng múa với cá heo du truyền sang trọng đã lâu không thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy của cảnh mộc rồi lẽ nào công ty đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì sao Phòng làm việc, bộ phận quản lý của Hoác Thị xảy ra biến động khiến thị trường cổ phiếu cũng thay đổi. Các chuyên gia đã đề nghị cẩn thận đầu tư. Chuyện là thế đấy, chỉ là một cuộc điều chỉnh nhân sự đơn giản mà bị nói thành biến động. Tại sao đến giờ này cháu mới ăn sáng? Là do Tô Vi tự mình làm đấy hả? Ông có muốn thử một cái không? Ừ, cũng phải, ông chưa được ném thử tay nghề của cháu dâu nữa. Hơn vị thế nào, còn cháu nữa không? Ăn một chút. Cái gia đình này không thèm chi cho mình một cái. Đúng rồi, ông vội vàng tìm cháu đến đây là có chuyện gì? À, điều tại cháu bảo ông ăn bánh bao là ông quên mất chuyện quan trọng. Cổ phiếu hoác thị bị chuyển nhượng với giá thấp, nhà vừa xây xong thì bị hóa hoạn bên tiểu khu mới mua đột nhiên xây dựng sân bay quy mô lớn tất cả những chuyện này không phải chỉ là trùng hợp cháu nghĩ là có người liên kết lại âm thầm hại chúng ta cảnh mộc cháu phải cẩn thận ông cũng già rồi không thể giúp cháu được nữa giải quyết xong vụ này ông sẽ về nghỉ hưu ông yên tâm trận chiến cuối cùng này của ông nhất định sẽ được giải quyết êm đẹp thôi cháu cũng đã đoán được kẻ địch sắp tới là ai rồi chỉ là không biết bọn họ định chơi với chúng ta thế nào thôi